Xin hỏi Trần đại nhân có còn thức không ạ? Vào đi. Dạ, Trần đại nhân. Chú công tử. Phu nhân. Mời chú công tử ngồi. Dạ, đa tạ. Đã khuya như vậy rồi, chú công tử qua đây có chuyện gì không? Dạ, cũng có một chút chuyện. Trần phu nhân đang chuẩn bị hành lý sao? Đúng rồi, ngày mai chúng tôi phải lên đường sớm, nên bây giờ tôi phải chuẩn bị mọi thứ cho gọn gàng và ngăn nắp. À, chú công tử đã định thần lại chưa sau sự cố vừa rồi? À, dạ rồi, cảm ơn Trần phu nhân đã quan tâm. Ta cũng tính đi gặp chú công tử để nói lời đa tạ. Cũng may là lần này có chú công tử giúp một tay, cho nên là vụ án mới phá nhanh như vậy. Ngài khách khí quá. Tôi chỉ góp một chút sức cho mọi việc sáng tỏ thôi. Chỉ e rằng hành động lỗ mãng của mình làm cản trở công việc của nhà quan. Sao chú công tử lại nói vậy? Ai cũng thấy chú công tử vừa thông minh, vừa có một chút tài trí phá án hơn người. Nếu chú công tử được vô quan đường, chắc chắn là chú công tử sẽ giúp được dân, giúp được nước. Tôi không dám nghĩ tới chuyện đó đâu. Tôi chỉ mong được tháp tụng đại nhân trong suốt hành trình về kinh. Và nếu không phiền thì xin phép đại nhân cho tôi được theo để học hỏi, vừa làm bạn trong suốt hành trình phía trước. Có gì mà phiền chứ, như vậy thì quý quá. Vậy, vậy đại nhân bằng lòng sao? Ừ. Đa tạ, đa tạ. Kìa, chú công tử đừng có như vậy mà. Chắc chắn là ta đồng ý rồi. Tứ hải gia huynh đệ mà, thêm một người bạn thì chặng đường sẽ ngắn đi, bởi vì có sự rôm rã. Với lại ta và chú công tử cũng tâm đầu ý hợp nữa mà. Vậy tôi xin phép về báo cho tiểu đồng để chuẩn bị hành lý cho kịp. Ừ. Vậy xin phép đại nhân, xin phép phu nhân. Nàng thấy sao? Thiếp thấy chàng làm như vậy cũng hợp tình hợp lý. À, ta quên mất, ta có một số chuyện muốn bàn với mẹ. Nàng ngủ trước nha. Ừ. Lần này may mắn có Trần đại nhân và thuộc hạ giúp đỡ nên mới nhanh chóng phá án như vậy. Tôi thay mặt dân làng tỏ lòng cảm kích và biết ơn. Chỉ tiếc là các vị không lưu lại được lâu để chúng tôi có dịp hậu đãi, thật là áy náy quá. Có gì đâu mà ngài áy náy như vậy. Trừ gian diệt ác, đem cuộc sống ấm no hạnh phúc cho dân làng, đó chính là trọng trách của chúng ta mà. Xin bái biệt. Đây rồi. Xin bái biệt. Trần đại nhân đây rồi. Trần đại nhân. Đại nhân. Dạ. Trần đại nhân. Xin đa tạ Trần đại nhân. Đa tạ Trần đại nhân. Mọi người đứng lên đi. Được rồi. Trần đại nhân, đây là lòng thành của vợ chồng chúng tôi, xin ngài nhận cho. Xin đa tạ. Dạ, đa tạ. Đây, để ta giữ cho. Dạ, huynh giữ đi. Dạ, kính ngài. Xin đa tạ. Dạ. Vợ chồng tôi cảm ơn ngài nhiều lắm. Đa tạ. Xin chào bà con. Dạ, thôi chào bà con. Dạ, chào bà con. Xin chào tạ. Dạ. Ngân lượng, là Ngân lượng. Mình ơi, mình, mình ơi. Hả? Có chuyện gì vậy mình? Ngân lượng, Ngân lượng nè mình. Trời ơi, Ngân lượng. Ngân lượng nè mình. Ở đâu ra vậy? Không biết. Mình coi cái gì nè mình. Thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo. Chẳng lẽ ông trời thấy hai vợ chồng mình khổ cho nên cho mình ngưng lượng đó em?
Con cảm ơn ông trời. Con cảm ơn ông trời. Con cảm ơn ông trời. Đi nữa đi ra suối tắm đi. Ôi trời đi. Đi nữa ra suối tắm nha. Lạnh lắm đó. Đi ra bắt cá. Ủa, ủa, vàng. Ui, vàng quá trời kìa. Trời ơi, vàng quá. Ủa sao nhiều quá vậy? Ở bên đây nữa nè. Ở bên này nữa nè. Trời ơi, quá trời luôn. Ủa, cái gì kìa? Kìa, có tờ giấy trên cây kìa. Qua coi đi. Ừ, nè, đó. Thay trời hành đạo là của người giấu mặt đó. Đúng là vị thánh sống giúp đỡ cho làng của mình rồi mà. Ừ, đúng rồi đó. Đúng là thánh sống mà. Tạ ơn. Dạ, đa tạ, đa tạ. Tụi bay, đập đôi nữa cho tao. Ông ơi, tới khi nào nó ối mặt ra thì thôi. Ông ơi, đừng có đánh chồng con nữa mà ông ơi. Chết luôn cũng được nữa. Ông ơi, con xin ông bà. Bà của tao á, là bà cha đẻ ra bà con, bà ông đẻ ra bà cháu, biết chưa? Còn cớ đâu mà tới bây giờ mà không đóng tiền cho tao. Dạ, cô dân ông cô lại ông. Cha con bệnh nặng vừa mới qua đời. Nhà con không có cái gì để trả nợ cho ông hết á. Cô xin ông cho con xin, cất thêm một bù lúa nữa đi. Con hứa sẽ trả đầy đủ cho ông, không thiếu một đồng. Cô lại ông, cô lại không ông. Không có khất gì hết. Nhà ông nghèo là chuyện của mày. Dạ thưa ông, nó nói thiệt đó ông. Nhìn trong nhà nó còn có mền không ạ? Thôi được rồi, cái mạng của mày bây giờ tao nghĩ bán cũng không ai mua. Tao mở tấm lòng nhân, viết giấy đi. Giấy gì vậy ông? Giấy nợ chứ giấy gì hả mày? Mày phải viết giấy nợ ghi cho rõ. Nợ tao 100 lạng bạc, từ bây giờ tới 3 tháng sau phải trả cho đủ. Còn nếu không đủ thì tự qua nhà tao á, làm lại tớ không công cho đến cả cuộc đời, nghe chưa? Như vậy sao mà được không? Đập nó nữa cho tao. Ông ơi, đừng mà, đừng mà. Đừng đập chồng con nữa mà ông ơi, con xin ông mà. Ông ơi. Ai bắn á? Có giấy gì kìa? Gửi đem đây cho tao coi. Quá hộ hùng, giờ đền tội của người đã tới, hãy chờ ta thay trời hành đạo. Tụi bay báo về tao, báo về tao. Vậy vậy vậy. Mình ơi. Dạ, bẩm ông. Tụi bay phải canh phòng cẩn thận nghe chưa? Dạ. Nhớ, đêm nay không đứa nào được ngủ. Dạ. Mà bố trí 3 lớp bảo vệ cho tao chưa? Dạ, đã bố trí đầy đủ rồi ông. Từ trong ra ngoài đã có gia nhân túc trực. Ông cứ yên tâm. Vậy nha. Ê, Biểu. Dạ. Quan tri phủ của tôi lên xuống chưa? Dạ thưa ông, quan tri phủ đã cho thêm người tới canh phòng. Ông cứ yên tâm vào phòng ngủ đi ạ. Canh phòng cho cẩn thận nghe chưa? Dạ. Không được để xảy ra sơ suất, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Dạ. 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 Canh chừng nghe chưa? Dạ. Ủa, tại sao ta lại ở đây? Là
có ai không cứu tôi với. Vậy là sao? Ta không phải là kẻ nói suông, đã biết sợ chưa? Cái mạng chó của người ta muốn lấy bất cứ lúc nào cũng được. Kể từ ngày hôm nay phải nghe theo lời của ta, nếu như chống lại thì càng chết sớm. Tha mạng, xin tha mạng, xin tha mạng cho tôi. Sai thì tôi sai rồi bà con ơi, làm ơn nhận. Tôi sai rồi. Ý trời, có chuyện đại gì nhân, kìa? Đại nhân coi kìa, vừa phát gạo mà còn tự suy giả mình nữa. Có lẽ ông ta bị khùng rồi. Nè, không có gì mà khùng. Không thấy ông ta đang cố gắng hoàn tất nhiệm vụ của mình hay sao? Tha thứ cho tôi, tôi sai rồi. Có thể ông ta phát tâm nguyện bố thí theo cách riêng mà mình không biết. Hay là chúng ta cứ hỏi người dân thử, ta thấy người dân chứng kiến mà họ không hề ngạc nhiên như chúng ta. À, để tôi hỏi cho. Bà qua lấy gạo đi, tôi về kêu mọi người nha. À, dạ, chào các chị. Các chị có thể cho biết là ông ta đang bị gì không? Ăn của dân quá mà giờ trả lại chứ sao nữa. Đúng là ông trời có mắt. Ông trời nào, phải nói là có thánh sống xuất hiện tới độ dân nghèo mình. Không có ngài ra lệnh á, thì còn lâu á, ổng mới mở kho mà phát tiền cho dân nghèo mình. Đúng rồi. Lệnh của thánh sống sao? Đúng rồi, vị thánh sống bí ẩn, ông ta là người lúc ẩn lúc hiện. Thôi thôi, mình lấy tiền đi. Có thánh sống bí ẩn nữa hả? Chắc chắn chuyện này sẽ ly kỳ lắm đây. Dạ, đa thôi, tạ. Chúng em đi nha. Dạ, đa tạ. Dạ, đa tạ. Tình hình bây giờ, chúng ta hãy kiếm nhà trọ đi nghỉ ngơi đêm nay. Ta nghĩ chắc là phải lưu trú tại đây mấy hôm rồi. Chờ mẹ ta tháp tụng xong rồi chúng ta sẽ lên đường. Còn ta phải qua doanh trại để chào hỏi quan Tri Châu một tiếng, sang hỏi phong tục này luôn. Ta thấy cũng hơi lạ đó. Tôi sai rồi. Đi thôi. Tôi sai rồi. Mời đại nhân. Lâu lắm rồi ta mới có dịp ghé thăm làng ta. Nhớ xưa kia là một vùng sơn cước hẻo lánh, lắm trộm cướp. Nay ta đến đây thấy dân tình khá ổn, chắc là công lao của ngài không nhỏ đâu. Ngài lại khích lệ tinh thần của tiểu quan rồi. Thân là Tri Châu, lại trấn giữ vùng đất xa xôi này, tôi chỉ biết hết lòng phụng sự để cho dân chúng khỏi bị sơn tặc quấy phá, đặng còn yên ổn làm ăn. Giờ thì nói chung cũng yên rồi, tuy dư đảng vẫn còn ở đâu đó. Đúng vậy, mấy năm nay không nghe băng đảng nào lộng hành, quả là một kỳ tích. Dân làng chắc cũng nhờ vậy mà khá lên có đúng không? Nói chung thì cũng bớt đói nghèo, nhưng cao thấp giàu nghèo thì không thể nào tránh khỏi được. Giàu nhất ở đây chắc là A Hùng. À, sao ngài biết? À, chắc ngài đã gặp cảnh ông ta quỳ gối đi phát chẩn ngoài đường chứ gì. À, quá ra đây là thói quen của ông ta sao? Không phải vậy. Mà thôi, tôi cũng xin thú thật với ngài, gần đây tình hình làng tôi có chuyện rắc rối. A Hùng đúng là một trong những người giàu có nhất trong làng này. Hắn chuyên cho vay nặng lãi, bao nhiêu người mang tài sản tới cầm cố rồi tán gia bại sản vì hắn. Vậy là hắn có lắm kẻ thù. Thưa ngài, làm nghề này thì chắc chắn phải có thôi, nhưng không ai kiện cáo hay quậy phá về hắn được, vì tên Hùng này rất gian xảo, lại nhiều tay chân hổ báo. Vậy mà có người khống chế hắn, bắt hắn tự hành hạ và mở hầu bao, có đúng vậy không? Thưa đúng. Nói ra điều này tiểu quan thật là mắc cỡ. Số là gần đây đã xuất hiện một kẻ giấu mặt, hắn ta hành động xuất quỷ nhập thần, chuyên lấy của người giàu chia cho người nghèo, rồi tự kêu án tử cho kẻ mà hắn muốn lấy mạng. Chúng tôi đã nhiều lần vây bắt mà không tài nào tóm được hắn. Hắn rất táo tợn, liều lĩnh và võ nghệ cao cường, luôn tự cho mình là thay trời hành đạo. Chà,
Vậy là có một kiểu anh hùng trừ gian diệt bạo hay sao? Có thể nói là như vậy. Hắn chưa làm hại dân nghèo vô tội bao giờ. Điều này khiến cho dân chúng có vẻ ủng hộ hắn, làm cho binh lính chúng tôi càng thêm khó khăn trong việc truy tìm hắn. Vậy là A Hùng đã bị hắn kêu tên à? Thưa ngài, trước đây khi hắn gửi thư hăm dọa A Hùng, nhưng A Hùng ý mình có dây cánh nên có vẻ coi thường. Ai ngờ đâu bị hắn dọa cho một trận xanh mặt. Sau khi được tha cho về, không còn như trước nữa, nhất cử nhất động làm theo sự sai khiến của kẻ bí ẩn đó. Dù đi phát tiền phát gạo là bị kẻ đó yêu cầu. Tuy nhiên, dù đã răm rắp làm theo những điều hắn muốn, nhưng hắn vừa gửi tối hậu thư cho A Hùng là không thể nào tha mạng cho A Hùng được nữa, mà sẽ lấy đầu của A Hùng trong ngày hôm nay. Hắn dám tuyên án ngày giờ ra tay chính xác sao? Thưa ngài, hắn nói là hắn làm, chưa sai lời bao giờ. Nên ngày hôm nay tôi đã dốc toàn bộ binh lính bao vây và bảo vệ nhà của tên Hùng này. Chúng tôi đã bố trí rất là cẩn mật. Thì ra là vậy. Nhưng mà tên đó tài giỏi cỡ nào mà qua được mấy vòng dây để bắt cóc A Hùng đi được chứ? Có thể hắn đã dùng thuốc mê làm mọi người mất đi ý thức tạm thời để xông vào nhà chẳng hạn. Hoặc là có một đường hầm dẫn từ ngoài đi vào thẳng phòng ngủ của A Hùng. Trước hết, hắn phải là người giỏi võ nghệ, cho nên thân thủ phi thường. Và hắn có nghiên cứu kỹ địa hình của gia trang A Hùng, cho nên đi ra vào như chốn không người. Có thể là bọn họ đã quá thần thánh và thổi phồng đến mức xuất quỷ nhập thần cho hắn. Tiếc rằng ta không có mặt tại hiện trường, cho nên không thể quả quyết hắn ra vô bằng đường nào. Nhưng xét về ý nghĩa của hắn làm, thiếp thấy cũng tốt đó chứ. Hợp với lòng dân nên được thiên hạ tôn sùng, vậy cũng là có ý tốt mà. Dù xuất phát từ ý tốt lấy của người giàu chia cho người nghèo, nhưng trang tử hán thay trời hành đạo tuyên án tử cho một mạng người, xem ra đã đi quá xa và không thể nào chấp nhận được. Quốc của quốc pháp không thể tự tung tự tác tước mạng sống của một người khác, xem thường kỷ cương phép nước. Hắn tuyên là sẽ xử A Hùng trong đêm nay. Hắn dám thách thức như vậy sao? Đó là cung cách của hắn lâu nay, thách thức quan quân, coi thường phép nước. Quan Tri Châu đang tung binh lính để canh chừng nhà A Hùng mấy ngày nay rồi, tối nay mới căng thẳng đây. Không ngờ lại trúng ngay cái đêm chúng ta trú chân tại đây, thật là trùng hợp. Có lẽ lệnh của Quan Tri Châu nội bất xuất, ngoại bất nhập đêm nay rồi, và cả rạng sáng ngày mai nữa. Phu quân, mạn phép cho thiếp hỏi điều này nha. Chuyện gì? Mẹ đi công chuyện gì mà phải tách đoàn vậy? Không, chuyện con đó mà. Mẹ không cho ta biết thì ta cũng không nên thắc mắc làm gì. Chào đại nhân. Thiết Lâm, toàn đội đã túc trực sẵn sàng hết chưa? Bẩm đại nhân, tôi đã bố trí quân lính canh gác trong ngoài rất là cẩn mật nhưng không phát hiện ra điều gì. Được, đích thân tôi sẽ đi kiểm tra lại. Dạ. Ủa, A Hùng đâu? Dạ, ở bên trong à. Kìa, đại nhân,
ông đã bố trí đủ quân lính chưa? Tôi an toàn không ngài? Nè, ông hãy bình tĩnh đi. Mà nghĩ lại, tức thiệt, tôi đã nghe lời hắn. Tôi đem tiền bạc của cải, dòng vàng đem bố thí cho dân làng. Vậy mà hắn vẫn còn muốn lấy mạng tôi. Mới bữa đây nè, hắn đột nhập vào nhà tôi, vượt qua cả ba hàng đạo bảo vệ. Tôi e rằng quân lính của ngài không chặn được hắn. Nghe đâu hả, là hắn có phép thần thông biến hóa đó. Ông đừng có căng thẳng quá. Nghe lời tôi dặn thì sẽ bảo toàn được tính mạng. Bây giờ ông vô trong phòng, ở luôn trong đó, tuyệt đối không được đi ra ngoài đây, nhớ chưa? Dạ, dạ nhớ. Dạ nguy rồi đại nhân ơi, danh trại của chúng ta đang bốc cháy. Sao lại như vậy? Còn người đâu? Dạ người của ta tập trung ở đây cho nên danh trại còn rất ít người. Thôi được rồi, bây giờ ngươi điều người về chữa cháy gấp. Để lại đây một số lính canh giữ được rồi, xong việc chúng ta quay trở lại. Tuân lệnh. Còn ông, tuyệt đối dạ. Phải nghe lời ta dặn, nhớ chưa? Dạ nhớ. Có chuyện gì? Tên La Mặt đó đang quấy rối ở doanh trại. Đại nhân nói tất cả tập trung gì đó để truy bắt hắn. Ở đây coi như an toàn rồi, không cần phải canh giữ nữa. Tất cả mọi người về doanh trại. Dạ. Có chuyện gì? Có chuyện gì nữa vậy? Dạ không có gì. Hoàng đã cho rút hết lính về doanh trại rồi. Tại sao lại rút hết lính? Rồi ai ở đây bảo vệ ta? Rồi lỡ cái tên đó xuất hiện như lần trước thì sao? Dạ tên đó đang làm náo loạn đám cháy, cho nên quan rút hết lính về để truy bắt hắn rồi ạ. À, thì ra là vậy. Chắc có lẽ là nó biết quân lính ở đây bảo vệ ta rất là nhiều, cho nên không dễ gì đột nhập vào đây, bởi vậy mới phá rối ở đó. Thì ra cũng chỉ là đồ chết nhát. Thử coi, từ bây giờ cho đến sau này có còn dám hù dọa ta nữa không? Bên này cháy lớn nè. Tại sao lại để xảy ra hỏa hoạn như vậy? Huy động người dập lửa lẹ lên. Mau dập lửa đi. Dập lửa đi. Dạ bẩm quan, chúng tôi đã về. Sao lại tới đây? Không có lại bảo vệ nhà ao không à? Dạ, là quan đã cho người tới triệu hồi chúng tôi về đây để vây bắt kẻ bí ẩn mà. Ta triệu hồi hồi nào? Dạ, vừa xong là một tên lính. Ta thấy có gì đó bất ổn. Ngài cứ yên tâm, để việc này tôi lo. Được rồi, theo ta nhanh lên. Dạ, dạ.
thay trời hành động. Xử tử tên. Ta mới vừa hay tin, không biết thiệt hại vụ cháy đêm qua như thế nào. Thưa đại nhân, chúng tôi đã bị trúng kế điều hổ ly sơn. Vụ cháy này là do một bàn tay cố ý gây ra, để lừa chúng tôi đem quân về gây mất cảnh giác. A Hùng bị bắt, mang đi lúc đó luôn. Làm sao ông có thể sơ ý như vậy chứ? Tại sao ông không chịu để lính của ông ở lại? Tôi có để lại 4 quân, nhưng ngay sau đó có một quân giả hiệu tới báo là tôi điều quân về doanh trại. Thế là mọi chuyện xảy ra tồi tệ như vậy. Vậy là hắn cải trang thành binh lính à? Dạ. Sao lại dễ dàng như vậy được chứ? Thưa đại nhân, hắn mặc đồ binh lính, mang binh khí y hệt. Trong lúc vội vã cho nên không ai để ý là có một kẻ lạ trà trộn. Không, ý của ta là tại sao hắn lại có bộ quân phục của binh lính? Hắn chiếm đoạt quân phục của binh lính tại hiện trường à? Thưa không, hắn không giết một tên lính nào hết, và cũng không ai báo là mất quân phục gì cả. Sao lạ vậy? Cấp báo thưa đại nhân. Có chuyện gì? Đã tìm được A Hùng. Sao? Hắn hù dọa rồi thả ông ta ra? Dạ thưa không, chỉ tìm được thủ cấp của ông ta thôi ạ. Chào đại nhân. Thật là táo tợn, hắn không quay ra gì hết. Quá dã man. Thưa đại nhân, đây là Thiết Lâm, đội trưởng phó tướng của tôi. Thiết Lâm đã nghe danh đại nhân từ lâu, nay mới được diện kiến. Không dám. Ông hãy cho người đến chỗ ta nghỉ trọ. Mời Trường phu nhân và đám tùy tùng của ta đến đây gấp đi. Đi đi. Dạ. Thầy trời hành động. Của ta. Của ta. Cái gáo này của ta. Của ta mà. Bu ra. Bỏ ra. À, ta đã giành được cái gáo rồi. Ta. Ngươi xài luôn đi. Ta ra trước mà tại sao huynh giành với ta? Nhưng mà ta đụng cái gáo này trước mà. Đàn ông gì đâu mà đi giành với người ta. Cái gì? Ngươi nói ta đàn ông, chứ ngươi đàn gì? Ta đàn. Đàn gì thì kệ ta. Tiếng gì vậy? Cái tiếng đó không mà không biết. Cái tiếng tù và đó. Tiếng tù và thì ta biết rồi. Ý ta nói là cái tiếng gì ép ép đằng sau đó kìa. Tiếng con chim heo đó. Tiếng chim heo? Chim heo gì mà rống dữ vậy trời? Chắc con chim này bự lắm. Trong dân gian người ta tương truyền rằng nếu mà con chim heo kêu là chắc chắn có người mới chết đó. Hả? Chào bẩm đại nhân. Có chuyện gì vậy? Trần đại nhân cho mời mọi người ra doanh trại gấp. Được rồi, ta sẽ đi báo với Dương Võ và Trần phu nhân. Đi. Dạ. Có chuyện gì mà mọi người vội vàng vậy ta? Phu nhân, sao rồi? Người này bị lấy đầu bởi một hung khí rất sắc nhọn, giống như một loại liềm cắt lúa vậy. Hả? Lưỡi liềm cắt lúa? Ừ. Nhưng mà đây là vùng sơn cước, tại sao lại xuất hiện cái lưỡi liềm ở vùng đồng bằng? Và hung thủ cũng là một tay cao thủ, vì vết cắt rất ngọt. Gắn đầu trên hình dân mần rơm, nghĩ ra cái trò gì mà kinh khủng quá. Cách xuống tay cũng như bêu đầu như vậy thật là quá tàn nhẫn. Không biết ông Hùm đã đắc tội gì với hắn? Thì hắn đã hạch tội trước khi giết người còn gì nữa. Tội là bóc lột, hiếp đáp dân nghèo. Tội là làm giàu trên xương máu của người ta. Đúng là như vậy. Đại nhân, có cao kiến gì không? Tôi đã cho binh lính lần tìm dấu vết quanh khu vực hiện trường vụ bêu đầu. Tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một dấu vết nào hết. Hung thủ quả là xuất quỷ nhập thần. Không biết những phần thi thể còn lại hắn đã giấu ở nơi nào nữa. Không có một dấu vết gì sao? Vậy thì tên này quả là cao thủ. Có lẽ là vậy. Đây là một vụ án rất phức tạp.
Tên hung thủ hắn rất là lão luyện. Kỳ này chúng ta đã gặp một đối thủ ngang tài ngang sức rồi. Đại nhân, chắc có lẽ kỳ này tôi phải nhờ tài của ông để phá vụ án này, để ngăn chặn bàn tay tội ác của chúng. Ông nghĩ hắn ta vẫn còn tiếp tục ra tay với những người khác nữa à? Đúng vậy. Tôi dự định thảo sớ lên kinh để xin thêm lính trấn giữ Tri Châu. Nếu để xảy ra án mạng một lần nữa, tôi sẽ từ quan. Nếu ông đã nói như vậy thì ta không thể nào bỏ mặc ông trong lúc này được. Ta sẽ giúp với ông một tay. Vậy thì hay quá. Trước mắt ông hãy cho binh lính lần sau vào rừng. Dương Võ Minh Hữu. Dạ. Dạ. Chúng ta hãy chia nhau nghe ngóng, tìm hiểu thêm thông tin để phá vụ án lần này. Tuân lệnh. Sao rồi đại huynh? Khi nào thì chúng ta lên đường? Chưa đâu. Đại nhân đã hứa với quan Tri Châu là phụ ông ấy phá án. Có vẻ như chúng ta phải ở lại đây 2-3 bữa nữa. Dù ông Bá Hộ Hầm bị ông Thanh Sông giết đó hả? Nè, tại sao ngươi biết? Thì thấy ba quân chạy rầm rầm, người nhà ông ta thì la khóc inh ỏi. Nè, còn các vị đại nhân của nhà mình thì mặt mày nghiêm nghị cau có. Bí mật đó. Biết rồi, kể đi. Ông bị giết làm sao? Có bản án tử nào không? Có dấu vết gì để lại? Ủa, sao nghe nói phủ quan Tri Châu canh phòng cẩn mật lắm mà, sao lại để sát thủ ra tay được? Thôi mệt quá, đừng nhiều chuyện, đi về phòng ngươi đi. Để đây ta tập trung ăn cho no, còn đi làm chuyện đại sự nữa. Đi đâu chứ? Huynh, bộ có manh mối gì rồi hả? Manh mối gì đâu. Vậy mà cũng nói là lo chuyện đại sự. Ê, nè. Bộ ngươi biết hả? Đồ trói gà không chặt. Không cần ra hiện trường ta cũng biết. Chuyện đầu tiên ta phải điều tra thân thế của kẻ được cho là Thánh Sống. Nói thử coi, điều tra bằng cách nào? Ông Hùm là kẻ gian ác, thiếu gì kẻ thù. Kẻ thù chắc chắn là hận ổng tới tận xương tủy. Có thể tên Bá Hộ Hùm đã cướp vợ hắn, rồi giết con hắn, rồi đốt cả nhà hắn. Nói tóm lại là không đội trời chung. Nè, sao ngươi biết vậy? Ngươi động não một chút đi. Ngươi động não rồi sẽ biết thôi. Nếu như thay trời hành đạo, lấy của nhà giàu chia cho người nghèo thì Bá Hộ Hùm cũng đã làm rồi. Nhưng mà tại sao hắn lại bị giết? Chẳng phải là mượn cớ để trả thù sao? Có lý. Nè, sau đó thì sao nữa? Huynh giỏi mà, tự đi điều tra đi. Thôi, ta đã mời ngươi qua phòng đãi ngươi cơm lam rồi, ngươi nói tiếp đi. Ngươi nhớ phải dẫn ta đi cùng thì ta mới nói tiếp. Hả? Ngươi tiểu chủ, hai người đi phá án hả? Hay là cho tôi đi theo với? Nè, không được. Tiểu, người ở nhà đi theo vướng tay vướng chân, chả được ích lợi gì hết. Đi. Tiểu chủ. Nè, biết đường không mà đi vậy? Người ở nhà đi. Hai người này có ý gì mà đi hai người chứ? Còn mình giờ sao? Không lẽ ở nhà? Buồn chết. Mình phải tìm cách mới được. À, còn một người mình có thể lợi dụng được. Cái tên tiểu tử thúi này, ta đi tắm mà cũng đi theo ta nữa là sao vậy? À, thì huynh cho để đi điều tra với. Nhìn ta gì? À, thì cái vụ Bá Hộ Hùm bị giết đó. Bá Hộ Hùm? Ngươi biết gì mà ngươi điều tra? Ta cũng biết chứ, đừng giấu nữa. Đại ca cho để theo nha. Theo làm cái gì? Bây giờ ta không nói nhiều, ta ngứa ngái trong người lắm nha. Ta tắm một cái rồi ta đi điều tra tiếp đây. Ngươi khôn hồn thì biến đi. Không không đại ca, nếu mà đại ca cho để theo cùng thì đệ sẽ giúp sức với đại ca. Bây giờ chúng ta phải điều tra đó là kẻ được gọi là Thánh Sống. Thánh Sống? Ừ. Ủa dạ. Mà sao ngươi biết hay vậy? Biết chứ. Kẻ được gọi là Thánh Sống này chắc chắn là kẻ thù của Bá Hộ Hùm.
Bá Hậu Hùm nổi tiếng là gian ác. Chắc chắn là Bá Hậu Hùm đã cướp nhà của hắn ta, rồi giết con hắn ta, mà có khi là đốt nhà của hắn ta nữa. Nói chung là kẻ thù không đội trời chung luôn. Ủa mà sao ngươi biết hay vậy? Ngươi kể ta nghe đi. Phải động não ca ơi. Nếu như thay trời hành đạo, lấy của giàu cho người nghèo, thì ông Bá Hậu Hùm cũng đã làm rồi, nhưng vẫn bị giết. Chắc chắn là mượn cớ để trả thù. Ôi, hay quá. Vậy hả? Xạo, bây giờ đếm đến ba, ngươi phải tránh ra cho ta đi tắm, nếu không thì đừng có trách ta đó. Nhưng mà ca ca. Tránh ra. Giờ sao ta? Quê, tên tiểu tử, ngươi làm gì lấy đồ của ta vậy? Trả đồ cho ta. Nếu mà đại ca không hứa là dắt đệ theo, đệ sẽ không trả đồ cho đại ca. Đệ đệ à, đừng có chơi kỳ như vậy nha. Đồ của ta mà để lấy làm sao? Không trả đó. Bây giờ ngươi trả không? Không. Tên tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa đủ lệ đúng không? Được rồi, ngươi chết ngươi với ta. Đứng lại. Tiểu tử ơi, trả đồ cho ta đi. Có ngon á thì đại ca ra đây. Thôi tao không có đồ, tao không dám ra đâu. Trả đồ lại cho ta đi mà. Không đó. Có ngon thì đại ca đi ra ngoài đây đi. Tiểu tử ơi, trả đồ cho ta đi. Không. Cái tên tiểu tử này bây giờ phải làm sao để cứ trả đồ đây. Đại ca hứa là sẽ dẫn đệ theo điều tra đi. Không, tao hứa đâu. Hứa đi. Thì hứa. Hứa. Không, hãy sẽ đọc nữa. Thì sao? Thì làm trâu làm ngựa gì đó. Được rồi. Nếu mà ta không dẫn ngươi đi theo thì ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi cưỡi mà. Được. Đi đâu vậy tiểu tử? Ta thề rồi mà. Ta quên. Đưa đây. Tên tiểu tử này, ta mà bắt được ngươi ha, ta mặc đồ vô là ngươi chết ngươi với ta. Đứng lại chưa tiểu tử? Đây là nhà của một nạn nhân có ân oán với ông Hùm. Vậy hả? Chúng ta vào thôi. Xin chào. Dạ, mấy người là ai? Chúng tôi là người của huyện đường. Nghe nói anh chị có ân oán với ông Bá Hậu Hùm, cho nên chúng tôi tới đây để hỏi thăm cớ sự. Hắn chết rồi mà, còn hỏi thăm làm cái gì nữa? Người gì mà ác quá mà. Ông trời ơi, cuối cùng á thì ông cũng đã ngó xuống mà coi rồi nè. Chị, huynh nhà mình đã khỏe chưa? Trời ơi, từ bữa tên ác nhân đó sai người đánh chồng tôi, nằm liệt giường cả tháng nay nè. Cũng may cách đây mấy bữa có ông A Hùm á, ông nổi khùng, ông nổi điên gì không biết nữa. Ông đi ngang qua nhà tôi, ông thảy cho vài nén bạc, mai cũng cầm cự cho chồng tôi được vài ngày. Ra là vậy. Ông ta chết chắc chỉ vui lắm. Đâu phải riêng nhà tôi mừng đâu, cả xóm làng này nè đều mừng đó. Đó, như nhà chú Đa kìa, mượn có một thúng gạo à, mà ông tính làm sao á, ra luôn cả một sào đất. Nếu mà không trả, ông cho tay sai tới đốt nhà. Trời ơi, kêu trời không thấu mà. Người gì đâu mà ác quá mà. Thôi chúng tôi đa tạ chị. Xin phép chúng tôi cáo từ. Chào chị. Dạ chào. Xin hỏi, ông có phải là ông Đa? Đúng rồi. Chúng tôi vừa trong làng ra, nghe nói nhà ông mới vừa bị cháy. Thằng đó nó cho người đốt, chứ nhà tôi làm sao mà tự cháy được. Nếu như ông biết người đốt, tại sao không thưa kiện hắn? Tôi là dân đen, lại không có chứng cứ, lấy gì mà kiện được. Thằng đó sớm muộn gì tôi cũng giết à. Nhưng mà không thể thưa kiện thì cứ phải ôm hận trong lòng hoài sao? Trời cao có mắt. Tôi mấy bữa nay tôi đi đẩy nghe người ta kháo nhau, có vị cao nhân nào đó xuất hiện sắp trừng trị hắn. Nghe nói hắn phát của cải gì cho bà con, có cho tôi một ít nè. Hắn vừa bị giết đêm qua, ông có hay tin này không? Ơn trời, tôi biết mà. Trước sau gì hắn cũng chết thảm mà. Đa tạ. Đa tạ. Không có gì. Mình đi. Nè, đi nhanh lên đi.
Sao ngươi đi chậm như rùa vậy? Để ta giúp cho. Đi. Đi. Nè, sao giờ ngươi yếu sự như đàn bà con gái vậy? Ta mới kéo con cái thôi, đã ngã chồng lên người ta rồi. Xê ra. Nè. Tay của nhà ngươi rất mềm, giống như là tay của con gái vậy. Nè, có phải là từ trước tới giờ ngươi chưa bao giờ làm việc tay chân đúng không? Kệ ta. Nói nhảm. Nè, bây giờ ta mới cảm nhận được, từ lúc quen ngươi tới giờ, cái đánh này mới chứng tỏ khí phách nam nhi của nhà ngươi. Nè, sao đỏ mặt như con gái vậy? Nhưng mà nhà ngươi cũng ngộ lắm nha, ăn mặc gì đâu rất là kỳ lạ, mặc vậy tới 3-4 lớp lận. Ta ra đường thấy bất an nên ta ăn mặc kỹ một chút, lỡ có đụng đao đụng kiếm thì không sợ gì, có sao đâu. Dấu vết thì không có, nhưng tiểu nhân với sư huynh đều nhận thấy rõ ràng một điều là dân tình rất oán hận ông Hùm. Họ rất vui mừng khi biết kẻ giấu mặt đã ra tay trừng trị hắn. Đành là vậy, nhưng mà thủ đoạn của hung thủ quá là tàn nhẫn. Chắc chắn hung thủ phải là một kẻ có máu lạnh, hoặc là một người có mối thù sâu nặng với tên bá hộ Hùm, cho nên mới ra tay tàn độc như vậy. Trước khi giết tên Hùm, hắn còn làm tình làm tội tên Hùm nữa. Nhưng mà ngặt nổi, hắn có quá nhiều kẻ thù ghét. Tên này phải là một người tinh thông võ nghệ và lại còn mưu trí nên mới xuất quỷ nhập thần như vậy. À, phu quân, thiếp kiểm tra lại rồi, dòng chữ thay trời hành đạo đúng là viết bằng máu, nhưng là máu thú vật chứ không phải máu người. Vậy à? Ừ. Hắn lừa lọc được quan quân, tức cũng phải là người am hiểu nhất định về kỷ cương phép tắc. Ý của đại nhân nói hắn có mối quan hệ với quan quân, hoặc là xuất thân từ đó. Đúng. Đại nhân, tiểu nhân cũng nghĩ như đại nhân vậy. Có thể hắn ta nằm trong đội ngũ binh lính của quan quân, hoặc là có thời gian tham gia binh lính quan quân, cho nên mới có kinh nghiệm qua mặt tra án như vậy. Xin phép đại nhân cho tiểu nhân hỏi câu này. Mời công tử. Nghe nói thủ cấp của nạn nhân được gắn trên một hình nhân bệnh bằng rơm. Đúng vậy. Vậy thì lạ thiệt, đây là dùng sơn cước, làm gì có hình nhân bệnh bằng rơm. Người ta chỉ sử dụng mấy con bù nhìn được làm từ một thanh tre mà thôi. Chính xác. Chỉ có dân đồng bằng mới biết đánh rơm, bệnh hình nhân, làm bù nhìn để đuổi chim mà thôi. Nói như vậy, có thể là hung thủ từ ở dưới đồng bằng lên. Hay quá. Như vậy chúng ta đã khoanh vùng được rồi. Hung thủ là người đồng bằng, nhưng đứng ở trong hàng ngũ của binh lính. Minh Hữu, mình thấy chưa? Đệ đi theo huynh bây giờ, đệ đã sáng dạ ra. Vậy người biết thủ phạm là ai rồi hả? Cái này phải điều tra mới biết được chứ. Vậy mà ta cứ tưởng người bắt được hung thủ ngay lập tức. Chà, người giỏi quá thì người tìm đi. Đại nhân, bá mẫu về rồi. Vậy à? Dạ. Nhưng mà chúng ta vẫn không đi ngay được đâu. Sao vậy đại nhân? Bởi vì ta đã nhận một lời hứa với quan Tri Châu rồi. Nếu vậy thì tôi ra lấy nước nóng cho bá mẫu dùng đây. Để phụ cho sư huynh. Thôi để ta, có chuyện gì vậy? Hả? Sư huynh, trong lòng đệ cảm thấy nó lạ lắm. Trời, sư huynh ơi, đệ có chuyện muốn hỏi huynh, nhưng mà không biết là nói ra huynh biết trả lời hay không. Nhưng mà có chuyện gì ngươi nói đi, cứ đi qua đi lại như gà mắc thóc vậy, hả? Sư huynh, được. Đệ đang cảm thấy khó chịu trong lòng lắm. Khó chịu trong lòng đúng không? Dạ. Ta biết từ lâu rồi,
với cái bộ dạng này, ánh mắt này, chắc chắn là ngươi đang bị tương tư rồi đó. Sư huynh, tương tư là sao vậy? Tương tư mà cũng không biết, đơn giản thôi. Tương tư có nghĩa là mình thầm thương trộm nhớ một tuyệt sắc giai nhân nào đó. Đúng. Đúng không? Đúng. Để làm cái gì, hình ảnh đó cũng xuất hiện hết. Nhưng mà, Sư huynh ơi. Hả? Không phải tuyệt sắc giai nhân. Không phải tuyệt sắc giai nhân. Nếu như không phải tuyệt sắc giai nhân thì cũng chính là một cô gái mặc hoa da phấn, thùy mị nết na mới có thể làm ngươi ngày nhớ đêm mong như vậy được. Cũng không phải luôn. Cũng không phải luôn. Như vậy tại sao ngươi lại điên đảo như vậy chứ? Hả? Sư huynh à, để nói điều này, nói thật lòng mình, nhưng mà sư huynh không được cười nhé. Biết rồi, ta không cười đâu. Ngươi nói đi. Sư huynh đang cười kìa. Ta cười trước khi ngươi nói mà. Nhưng mà huynh cười đâu có đẹp. Kể ta đi. Xấu là chiều nay để vô tình ôm phải một người. Rồi cảm giác rất là lạ. Cảm giác gì lạ đúng không? Lại đây. Sư huynh. No. Vậy là sao sư huynh? Có phải cảm giác đó tim đập chân trung, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc đó ngươi rất là sợ và hồi hộp lo lắng đúng không? Đúng. Có phải là khi về đến nhà, hình ảnh của người đó lại thấp thoáng hiện vào trong đầu của ngươi, rồi khi mà ngươi nhắm mắt lại, hình ảnh của người đó lại tiếp tục xuất hiện, không thể nào thoát ra khỏi cái hình bóng của người đó? Có đúng như vậy không? Đúng. Những gì huynh vừa nói đúng hết. Sao mà huynh biết hay vậy? Làm sao mà ta không biết được. Chàng ngốc à, ngươi đang yêu rồi đó. Yêu rồi vậy mà hả? Cứ chối bài bãi. Nè, cô gái nào mà xui xẻo lọt vào cặp mắt xanh của ngươi vậy? Nói cho ta nghe coi. Cô nương nào? Thì cô nương mà ngươi thầm nhớ đêm mong đó. Đâu phải cô nương đâu sư huynh. Không phải cô nương. Dạ không. Trời ơi, ngươi đừng nói với ta là một nam nhi nha. Mà nam nhi đó chính là ta nha. Nè, chúng ta không thuộc về nhau được đâu nha. Nè, sư huynh. Cái gì vậy? Để coi huynh còn tỉnh hay không. Để đang lo lắng như vậy, huynh không giúp đỡ mà còn giỡn nữa. Nè, bây giờ ngươi có nói á, cô nương đó là ai không? Nếu như ngươi không nói á, ta sẽ bỏ mặt ngươi. Ngươi tự giải quyết đi. Sư huynh, cứu đệ đi. Đệ xin huynh đó. Trong lòng đệ bây giờ còn cảm thấy đau khổ nữa kìa. Nhưng mà bây giờ ngươi không nói danh tính của cô nương đó thì làm sao ta có thể giúp ngươi được chứ? Thôi, ta đi ngủ đây. Nè. Rõ ràng là ta có cảm giác lạ lùng với Chu công tử. Như vậy là sao? Chết ta rồi. Sao ta lại có cảm giác đối với một nam nhân chứ? Trời ơi, bị chết đi Dương Võ ơi. Sư huynh à, sư huynh. Trong lòng đệ cảm thấy hoang mang khó chịu quá. Hay là bây giờ huynh với đệ tìm quán nào uống vài chung cho dễ ngủ nghe. Đi đi. Sao nói chuyện ăn uống huynh nhanh vậy? Sở trường của ta là ăn uống mà. Đi thôi. Khoan đã, chúng ta hãy qua bên kia rủ hai cậu cháu kia đi cho vui. Ê, không được. Sao vậy? Đệ nghĩ chuyện này đệ vừa huynh được rồi. Hai cậu cháu kia dướng díu. Thôi, hai huynh đệ mình thôi. Thôi, nếu như đệ không thích á thì hai chúng ta cùng đi. Đi huynh. Đi. Tiểu thơ, bó ngực cả ngày, bây giờ cởi ra chắc là thoải mái rồi ha. Ê, nhưng từ nay trở đi chúng ta phải cẩn thận hơn. Xém xíu nữa là bị Dương Võ phát hiện rồi. Vì tay giáp té trúng phải người y đó. Tiểu thơ, rồi hắn có nghi ngờ hay là làm gì tiểu thơ không? Thì ta phải nói trớ đi chứ làm sao. Vậy mà hắn cũng tin rằng ta phải băng bó kỹ như vậy để phòng thân, để tránh bị gươm đao va chạm. Như vậy mà hắn cũng tin đó hả? Hắn khờ thiệt đó. Tiểu thơ, bây giờ tiểu thơ ở trong phòng nha. Em qua phòng bá mẫu chơi, sẵn tiện em hỏi bá mẫu hổng đài đi đâu. Ê, ngươi đừng có làm phiền bá mẫu, nè. Con nhỏ này, lẹ thiệt á. Cảm. Mời quan khách.
Xin chào hai vị công tử. Chủ quán, còn bàn trống không? Dạ còn. Xin mời hai vị công tử vào trong. Đừng mời đi. Như vậy là lão Hùm đã chết rồi. Nào, chúng ta uống mừng thôi. Từ nay sẽ không ai ức hiếp bà con mình nữa. Kẻ xấu sẽ bị trừng trị. Ông nói đúng rồi đó. Đúng là thay trời hành đạo. Dân mình bớt khổ rồi. Dương Võ nè, ở đây người ta khen hung thủ như là anh hùng hiệp sĩ. Đúng rồi. Nè, huynh dơm kìa. Có mỗi ông này không thiết bàn chuyện với họ, chỉ ngồi đó mà trầm ngâm. Huynh có thấy kỳ lạ không? Mình qua bệnh đi. Đại hổ, một vò rượu lớn với lại thịt heo rừng mang về như mọi khi có đúng không huynh? Lấy cho ta một vò rượu lớn. Hôm nay ta muốn ăn mừng với tất cả mọi người. Dạ. À, hôm nay á, ở dưới miền xuôi có mang lên một số mắm cá thu, huynh có muốn lấy thêm không? Món khoái khẩu của ta mà, làm sao ta từ chối được. Đúng là dân đồng bằng có khác. Nghe nói đặc sản ở dưới mang lên á thì khoái liền. Chờ tôi một chút. Ăn ngồi đi, ăn ngồi đi. Tên kia, đứng dậy, người ở đâu tới? Tụi tôi ở đây mà. Còn tên này, có vũ khí không? Cho ta kiểm tra. Không có. Đứng lên, bước ra ngoài. Xin chào đội trưởng Thiết Lâm. Chào nhị dị. Chào đội trưởng. Nghe nói là nhị dị cũng cùng với Trần Đại Quang lo điều tra cái vụ này à? Đa tạ. Chúng tôi chỉ góp sức thôi. Ngài cứ tự nhiên làm nhiệm vụ của mình, mời ngài. Tôi phải kiểm tra xem coi thời gian gần đây có ai nơi khác mà lưu lại ở đây hay không. Tình hình nó căng thẳng lắm nhị dị à. Như vậy thì vất vả cho ngài quá rồi. Đó là công việc của tôi mà. Chào đại hổ đại huynh. Lâu quá mới gặp nhau. Thôi mình ngồi đây làm vài chung rượu nghe. Tôi không dám. Đội trưởng còn phải làm nhiệm vụ. Xin cáo từ. Dạ. Dạ thưa nhị vị. Vị này là huynh trưởng của một thuộc hạ của tôi đã mất. Ông ấy rất là khí khái. Sau khi em ông ấy mất rồi, ông ấy sống lầm lũi một mình như vậy, không muốn nhờ vào ai giúp đỡ cả. Thuộc hạ cũ của ngài à? Dạ không. Em trai của vị đại hổ lúc nãy là Tiểu Hổ, là một thuộc hạ giỏi, là bằng hữu cùng thân thiết với tôi. Chúng tôi đã từng vào sanh ra tử với nhau, lập được nhiều chiến công hiển hách lắm. Rất tiếc là huynh ấy đã tử vong trong một cuộc chiến cuối. Chúng tôi xin chia buồn. Xin phép nhị vị cho tôi được đi làm nhiệm vụ. Tôi mong là hai vị cố gắng giúp đỡ để vụ án này xong càng sớm càng tốt, để dân tình khỏi hoang mang lo sợ. Mong hai vị hết sức giúp đỡ. Chúng tôi sẽ dốc hết khả năng của mình. Đa tạ nhị vị. Cáo từ. Xin cáo từ. Dạ. Mẹ đã về thôn Tuyền để tìm hiểu như lời con dặn. Đúng là như con dự đoán, cả cái làng đó chỉ có duy nhất gia đình họ Chu mà lại không có con trai, mà cũng chẳng có ai lên kinh thành hết đó. Không có con trai? Dạ. Vậy thực ra hai người này là ai? Và họ đi theo mình với mục đích gì? Mẹ cũng chưa nghĩ ra. Có điều hai thầy trò này á, mẹ thấy hiền lành tử tế, không có điều gì là gian dối. Nè, mà gần đây thôn Tuyền có một vụ án chấn động dân chúng. Mẹ về đó còn nghe họ bàn tán xôn xao chưa dứt. Mẹ muốn nói đến vụ mà cả nhà họ Vũ bị đầu độc phải không? Đúng vậy. Nhưng mà điều đáng nói là nghi phạm chính là trưởng nữ, người còn sống sót duy nhất của gia đình họ Vũ. Cô ta tên là Vũ Thị Ngọc. Cô ta hiện nay đã trốn thoát với sự giúp sức của đứa hầu gái. Bây giờ thì hai người đó bị truy nã, cáo thị gián khắp nơi ở ngoài đường. Mẹ nghi ngờ. Hay là con gọi thầy trò Chu công tử hỏi thẳng. Khoan đã mẹ à. Chuyện này thực hư vẫn chưa biết như thế nào mà.
Vậy thì để mẹ, mấy chuyện này không qua mặt mẹ được đâu. Chỉ cần một phép thử thôi. Ờ, từ từ đi mẹ à. Con nghĩ là có cơ hội rồi mình hãy nói. Tiểu thơ ơi, có chuyện gì mà ngươi hớt hơ hớt hải vậy? Tiểu thơ ơi, không xong rồi. Hình như bá mẫu và đại nhân đã biết chuyện xảy ra ở nhà mình. Họ còn đang nghi ngờ em với tiểu thơ giả dạng nam trang để trà trộn nữa đó. Không có chuyện gì qua mặt được quan Trần Trung mà. Đêm dài lắm mộng, chúng ta không thể để lộ thân phận của chúng ta được. Bây giờ tính sao? Chứ em sợ lắm. Thu dọn hành lý đi, chờ đêm xuống chúng ta sẽ đi ngay. Dạ. Tao quên mất, phải chạy về thôi. Nếu khám xét ra, họ sẽ phát hiện ra tao mất thôi. Mình về thôi. Ai đứng lúc ló kia lại? Bắt nó lại cho ta. Dạ. Chạy. Nè, đứng lại. Đứng lại. Chạy đi đâu? Đứng lại. Thưa đại nhân, tên còn lại đã chạy thoát rồi. Đưa nó về. Dạ. Ngươi là ai? Từ đâu ngươi tới đây? Tại sao gặp quân lính ngươi lại trốn chạy vậy? Tôi họ Chu, đến từ thôn Tuyền. Tôi lên kinh các việc. Nhưng mà tại sao ngươi lại lén lút vào ban đêm? Tại sao lại bỏ chạy khi thấy quan quân ha? Gì ạ? Tôi cũng đang đi gấp, nhưng mà bị chặn lại nên có ý chần chừ. Nói lao. Nếu như không có tật sao lại giật mình? Hãy khai cho thật, tới đây làm gì? Hãy khai cho ta. Hãy khai cho ta. Khai ra cho ta. Hả? Nữ nhi à. Trần đại nhân, Trần đại nhân ơi. Ai vậy? Dạ, con là Tiểu Đồng đây hả? Vô đi. Trần đại nhân, con cầu xin Trần đại nhân để cứu công tử của con. Nè, ngươi hãy bình tĩnh, đứng lên đi. Chú công tử của ngươi bị cái gì? Dạ, công tử của con bị cái ông gì mà rất là hung dữ. Hình như ổng là đội trưởng gì đó bắt đi rồi. Cái gì? Có phải là Thiết Lâm hay không? Dạ, đúng rồi hả? Nhưng mà tại sao lại bắt công tử của nhà ngươi chứ? Dạ, bị bắt. Dạ, tại vì con với công tử chỉ là đi dạo thôi, chứ không có làm gì hết á. Nhưng mà họ bắt Chu công tử đi đâu? Dạ, con cũng không biết. Nhưng mà con chỉ thấy ông ta với một số binh lính, họ hét ghê lắm. Được rồi, chỉ là binh lính của doanh trại thôi, không sao đâu. Để ta đi cứu Chu công tử. Đứng lại, tình cướp chuột. Các ngươi lui đi. Dạ. Dạ. Mỹ nhân, nàng đẹp lắm. Ta sẽ bỏ qua cái chuyện cãi nam trang của nàng.
Hãy vui vẻ cùng ta đêm nay đi nào. Nè, ông không được đụng đến tôi. Tôi không tha cho ông đâu. Ngươi gặp được ta là diễm phúc cho ngươi lắm rồi. Thưa đội trưởng, có Trần đại nhân tới. Người này với ta có quan hệ gì mà tại sao đến đây trong giờ này? Được, cho mời vào. Dạ. Dạ, chào đại nhân. Xin chào ông. Dạ. Ta nghe nói ông vừa bắt được một người của ta. Ta đến đây để đưa người của ta về. Người của ngài à? Lạ vậy. Là Chu công tử. Chắc là có sự hiểu lầm gì đó. Chú công tử, người có sao không? Trần đại nhân. Đại nhân à, Chú công tử à, chắc có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Ngài nhìn cho kỹ đi. Thiết Long, ta không giấu gì ông. Đây chính là Chú tiểu thơ. Ngươi sẽ thành thứ thiếp của ta trong nay mai. Sau khi lên kinh về, ta với nàng sẽ thành thân. Do có chút bất tiện khi đi trong đoàn có cả phu nhân của ta, cho nên không tiện để lộ thân phận của Chu tiểu thư. Chuyện là vậy, chỗ nông tự với nhau, mong ông giữ kín chuyện này giùm ta. Còn bây giờ thì ta xin phép ông đưa tiểu nương của ta về. Đa tạ. Tiện nữ đã kể hết sự thật về thân phận của mình, không dám sai nửa lời. Như vậy là nàng muốn tiếp cận ta để giải oan cho mình và để điều tra cho ra vụ án của gia đình mình phải không? Dạ. Trước tiên tiện nữ bỏ đi là vì bị đổ oan cho tội tày trời, nên quyết về kinh rửa oan lên hoàng thượng. Duyên may gặp được đại nhân, dự tính sẽ thú thật với ngài khi có thời cơ thuận tiện. Nhưng cứ lần lựa mãi, nàng bất ngờ bị bá mẫu và đại nhân phát hiện, sợ sẽ liên lụy cho nên mới bỏ trốn. Vụ thảm sát của gia đình họ Vũ ta cũng có nghe kể qua, ắt sẽ có rất nhiều khuất tất lắm. Đại nhân, ngài có tin tiện nữ là hung thủ với cả nhà không? Nếu ta tin thì giờ này chắc là nàng đang ở trên quyền đường rồi. Đà tạ ngài. Không cần khách sáo. Không có gì đau đớn bằng hay tin cả gia đình bị sát hại. Chưa kịp dấn khăn tang trọc 3 ngày thì bị Du Quang là thủ phạm. Nỗi đau đớn trộn lẫn uất ức làm cho tiện nữ bàng hoàng suy sụp. Nhưng nghĩ đến kẻ chủ mưu đằng sau giết hại cả gia đình đang cười đắc thắng, tiện nữ phải nuốt ngực đau thương chạy trốn nhằm giữ lại mạng sống chờ ngày minh oan và rửa mối thù cho gia đình. Nhưng nàng có manh mối gì hay không? Sao nàng lại nói vậy? Cha của tiện nữ bị bức hại, giết cả gia đình nhằm che giấu một bí mật gì đó, nhưng mà tiện nữ chưa thấy rõ. Đến khi tiện nữ bị gán ghép buộc tội và sâu chuỗi lại hết mọi thứ, lờ mờ đoán ra thủ phạm đứng sau tất cả chắc chắn là một người có thế lực. Và quyền lệnh cũng bị sai khiến để ám sát những người sống sót trong gia đình họ Vũ. Đại nhân, xin đại nhân xem qua cái này. Thuốc độc bất tử cả gia đình tiện nữ
nằm trong tờ giấy này chứng tỏ hắn là người của kinh thành. Điều đó làm cho tỷ nữ sâu chuỗi hết lại mọi việc và nhắm hướng kinh thành để lần ra manh mối. Nàng tin ta à? Vừa nhìn thấy đại nhân, tiện nữ biết rằng đây là người mình có thể tin tưởng, nên mới tháp tụng người theo người về kinh. Thất lễ đã lợi dụng đại nhân. Không sao đâu, đứng lên đi. Ai trong hoàn cảnh của nàng cũng đều sẽ làm như vậy hết. Ta khá khen cho nàng là trộn lẫn sự yếu đuối mảnh mai là một sự kiên cường bất khuất. Ta không dám hứa, nhưng nếu có cơ hội, ta sẽ làm rõ vụ án này, giải oan cho nàng, cũng như là giải oan cho những hồn ma của gia đình họ Vũ. Thật cảm kích khi nghe được những lời này của ngài. Xin đa tạ. Xin đại nhân hãy giữ kín thân phận của tiện nữ. Chuyện cải nam trang là chuyện bất đắc dĩ, nhưng nó thuận tiện cho cả hành trình dài. Ta biết rồi, nàng đứng dậy đi, nhanh lên. Thật ra mẹ ta chỉ nghi ngờ xuất thân của nàng, chứ không hề biết chuyện nàng cải nam trang như vậy. Còn ta, ngay khi tiếp xúc với nàng và bắt gặp bà cáo thị của quan quân dán ngoài đường, thì ta đã biết và nhận ra qua hình vẽ. Nàng giữ đi. Thôi được, ta sẽ lựa lời nói giúp cho nàng. Xin đa tạ. Về rồi kìa. Đại nhân gì rồi? Đại nhân về. Đại nhân. Rồi. Công tử. Chú công tử, vất vả cho hai người quá. Hai người có sao không? Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng. Xin lỗi cái gì? Đúng là tên khờ. Đêm hôm đã khách mà ngươi bỏ đi đâu cho binh lính bắt vậy? Thôi thôi tiểu. Công tử. Thôi chắc công tử mệt rồi, bây giờ em về nấu nước để công tử tắm xả xui nha. Mọi người cũng về nghỉ ngơi đi. Dạ. Phu quân, có bị làm khó làm dễ lắm không? Không có. Thiết Lâm đã bắt lộn người, cho nên khi ta tới là Thiết Lâm đã thả liền. Vậy sao hai người về trễ vậy? Làm cả nhà mong sốt cả ruột. Phu quân, chàng có thấy điều gì khả nghi ở con người chú công tử không? Phu quân. Hả? Nàng nghi ngờ chuyện gì? Nếu không có gì thì thôi, chắc là trực giác của thiếp sai. Thôi, chàng cũng mệt mỏi rồi, đi ngủ sớm đi nha. Sao chàng chưa chịu đi ngủ nữa? Tiểu thơ đi em coi coi. Ông Thiết Lâm nó dữ tợn lắm. Ông ấy có xúc phạm tới tiểu thơ hay là đánh tiểu thơ gì không? Tiểu thơ có sao không vậy? Không có. Không có hả? Vậy còn bá mẫu và Trần đại nhân có hỏi, có xét hỏi gì tiểu thơ không? Không có luôn. Mà thôi, không có gì đâu. Ngươi đi ngủ đi. Tiểu ngươi thơ. Ngươi đi ngủ đi. Đi đi. Lên giường ngủ kìa.
Đại nhân, ngài có tin tiện nữ là hung thủ giết cả nhà không? Nếu ta tin thì giờ này chắc là nàng đang ở trên quyền đường rồi. Ta không dám hứa, nhưng nếu có cơ hội, ta sẽ làm rõ vụ án này, giải quan cho nàng, cũng như là giải quan cho những hồn ma của gia đình họ Vũ. Kẻ nào hãy xuất đầu lộ diện, đừng có ẩn nấp trong bóng tối hèn hạ như vậy. Kẻ nào? Linh. Dạ. Thiết Lâm, vợ đền tội của ngươi đã tới rồi. Kẻ nào có ngon thì ra đấu tay đôi với ta. Đừng ẩn nấp làm trò đốn mạc hèn hạ như vậy. Kẻ nào? Thưa đại nhân, có chuyện gì? Có chuyện gấp, quan Tri Châu mời ngài đến ngay ạ. Được, ta sẽ tới liền. Lùng Mã Tử đứng lại. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì mà chạy như chế nhà vậy? Ta đi tiểu tiện. Ta lớn hơn ngươi, ta đi đại tiện, ta đi trước đây. Không, đó là chuyện của huynh, ta không cần biết, ta muốn đi trước. Không được, không được, không được. Ta chịu hết nổi rồi. Nếu mà ngươi đi tiểu tiện á, thì ngươi đi kiếm gốc cây gốc gì á, ngươi làm lại đi. Không được, ngại lắm. Ngại cái gì? Ta không biết, ta đi trước đây. Không được, không được. Nè, bây giờ rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đúng không? Đúng không? Bây giờ ai muốn được vô đây trước hãy chơi một trò chơi đi. Chơi trò gì? Quảnh tù xì. Được. 1, 2, 3. Ta thắng rồi. Thôi ta thua rồi, vô trước luôn. Hai. Quên. Đi chết đi. Lạ thiệt, mỗi lần có tiếng tù là có tiếng chim heo xuất hiện. Kỳ vậy ta, chẳng lẽ trời xanh một cặp? Có lẽ vẫn là tên sát thủ đó. Nhưng mà tôi không hiểu vì sao hắn đã chuyển mục tiêu từ những kẻ trọc phú lắm tiền chuyển sang người chấp pháp. Thật ra hắn làm vậy với mục đích gì? Ai là kẻ đã gây thù chuốc oán với hắn? Thiết Lâm là một đội trưởng xuất chúng, tung hoành ngang dọc, trừ hung diệt bạo. Bấy lâu nay thổ phỉ thảo khấu, nghe tên là kinh sợ. Vậy thì hắn có mối thù gì với Thiết Lâm mà lại có trong danh sách tiểu trừ của hắn? Vậy ông có nghi ngờ sát thủ chính là ai không? Có. Cách đây 2 hôm, đi trên đường một mình tôi bị phục kích. Tên này thân thủ cũng khá cao, nhưng từ lúc tôi sơ hở, y đã nhanh chân bỏ chạy mất. Chỉ thoáng qua trong bóng tối, nhưng tôi dám chắc 10 phần hết 9 là hắn. Tên cướp chột. Tên cướp chột? Ông nghi ngờ hắn ta là sát thủ đã gây ra những vụ án gần đây sao? Chuyện là như vậy. Tên này là dư đảng còn sót lại của một băng cướp khét tiếng mà chúng tôi đã từng tiểu trừ trước đây. Cách đây 10 năm, vùng này toàn giặc giả lục lâm thảo khấu. Nếu không có đội trưởng Thiết Lâm đứng ra tập hợp đội ngũ anh hùng hảo hán hiệp lực để tiêu diệt bọn chúng, thì dân lành còn phải khổ nhiều nữa. Cho nên hắn đã có oán thù sâu nặng với Thiết Lâm. Xét ra tên Thiết Lâm cũng có lắm kẻ thù đó chứ. Ông ta võ nghệ cao cường, tính quyết đoán, gan lì.
đối thủ phải khiếp sợ. Tuy nhiên nói cho ngay, ngày xưa nếu ông ta không có hai trợ thủ xuất sắc không kém cạnh thì cũng khó mà lập được nhiều chiến công như vậy. Vậy hai trợ thủ đó chính là ai? Một người chính là A Nùng. Sau trận đại chiến với băng cướp chột thì ông ta đã trả chức quay về làm dân thường, giờ trở thành một thương gia giàu có, đầy quyền lực khét tiếng ở vùng này. Người kia đã hy sinh trong trận đó tên là Tiểu Hổ, em ruột của Đại Hổ. Người này rất giỏi mưu trước và kế sách. Tiểu Hổ đã bày ra nhiều thế trận để tiêu diệt nhóm thảo khấu Lục Lâm thời bấy giờ. Ta thấy ông có vẻ tiếc nuối khi nhắc tới Tiểu Hổ, người thuộc hạ thân tín của ông. Tiểu Hổ là người nghĩa khí can trường, Thiết là yếu mạng. Sau cái chết của Tiểu Hổ, Thiết Lâm và A Nùng có ý giúp đỡ người anh của bằng hữu, nhưng Đại Hổ đã từ chối thiện chí đó. Anh em nhà Hổ là dân bản địa sống từ nhỏ ở đây sao? Sống từ nhỏ nhưng không phải là dân bản địa. Hai anh em tha phương từ đồng bằng lên đây lập nghiệp. Ủa, mà sao ngài lại chú ý đến anh em nhà họ vậy? Tóm lại, giờ đầu mối duy nhất chúng ta có thể lần theo đó chính là tên cướp chột. Vì hắn có món nợ máu với Thiết Lâm, cho nên hắn quay lại đây để trả thù. Đó là động cơ trả thù. Chính hắn đã xuống tay giết chết quan tri Châu Sùng của tôi ngày trước. Món nợ này tôi chưa trả thì hắn đã quay về để tiếp tục gây án. Quan tri Châu Sùng có phải là quan tri Châu cũ của thôn trước đây hay không? Dạ phải. Vậy thì chuyện là như thế nào? Ông có thể kể cho ta nghe một cách tường tận được không? Lúc bây giờ tôi còn là phó tướng theo trợ thủ cho quan tri Châu Sùng. A Sùng khi tại chức là một người mưu trí, dũng mãnh và là khắc tinh của bọn thảo khấu Lục Lâm. Chỉ cần nhắc tên quan tri Châu Sùng là bọn cướp tái xanh mặt mày, không dám lộng hành. Nhưng ngược lại, A Sùng cũng lắm kẻ thù rình rập muốn khử ông ta. Tôi nhớ lần đó khi hai thầy trò đi đám tiệc buôn làng về, cả hai cũng đã có mang trong người đi ngang qua khu rừng vắng. Chúng ta đang bị theo dõi, chúng ta phải chia làm hai hướng, đánh lạc hướng chúng. Đi đi. Tên cướp chột! Cứu người! Có ai không? Tên cướp chột đã giết quan tri Châu Sùng rồi! Có ai không? Cứu người! Tên cướp chột đã giết quan tri Châu Sùng rồi! Có ai không? Cơ ngơi của đội trưởng đây tuy không phải là xa hoa lộng lẫy, nhưng mà thật là đáng ngưỡng mộ, bởi vì nó rộng rãi, mênh mông bát ngát. Tôi đã chọn cho mình một cuộc sống vui thú điều duyên. Bổn quan có nghe quan Tri Châu khen ngợi tài năng của ông khi gánh trọng trách tiêu trừ bọn cướp. Thời kỳ đỉnh cao có lẽ là lúc còn đầy đủ hai thuộc hạ xuất sắc là Tiểu Hổ và A Nùng, có đúng không? Dạ, đó là hai phó tướng trung thành tài ba của tôi. Rất tiếc Tiểu Hổ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến kinh thiên động địa với bọn cướp chột. Còn A Nùng, như ngài thấy đó, sau khi xuất quân và trở thành một thương gia quyền lực, ông ta đã biến thành một con người khác hẳn. Thương trường đã biến đổi đi con người, đó là lẽ đương nhiên thôi. Phải nói là A Nùng có cái đầu tính toán cực kỳ nhạy bén. Hắn vốn là con nhà võ nên chẳng sợ một đối thủ nào. Nhờ vậy mà bây giờ một mình một cõi, ai cũng kính nể. À, sau khi hắn xuất quân, ông còn giữ mối quan hệ hữu hảo với gia đình của hắn không? Và cả ở bên nhà Tiểu Hổ nữa. Tôi bận rộn việc quân nên đi suốt.
Riết rồi tình cảm hai bên cũng nhạt. Còn bên nhà tiểu hổ á, thì cũng như ngài đã chứng kiến á, người thân duy nhất còn lại của tiểu hổ á, là đại hổ. Mà hắn ta thì trái tính trái nết, chẳng muốn gần gũi ai hết. Nói vậy đại hổ đang sống một mình sao? Đúng vậy, chẳng muốn gần gũi ai hết. A Nùng đã rút lui, tiểu hổ đã chết. Có lẽ giờ chỉ còn mình ông lo diệt quân, cho nên tên cướp chột hoặc là phe đạn của hắn chỉ nhắm vào ông thôi chăng? Nếu vậy thì tôi sẵn sàng chờ hắn tới để Thư Hùng sống mái với hắn một phen. Năm xưa nếu mà tôi không bận tay cứu tiểu hổ thì tôi đã giết sạch không sót một tên rồi. Dù sao thì ông cũng không nên khinh địch. À, mà ông có nghi ngờ ai không? Tôi nghi ngờ hắn chính là A Nùng. A Nùng sao? Phải. A Nùng hồi trẻ từng sống trong hàng ngũ quan quân nên chuyện phá án rất là rành rẽ. Điều đó trở nên lợi hại khi hắn lại là kẻ giấu mặt. Vì vậy cho nên ta khó tìm được dấu vết khi mà hắn ra tay. Nhưng mà theo ta được biết, A Nùng trước đây là anh em giàu sinh ra tử với ông. Cớ sao bây giờ hắn ta lại tìm ông để mà trả thù? Có đó, A Nùng bây giờ lại là một tên khét tiếng ở vùng này. Hắn giàu có nhờ buôn hàng cấp, cho nên ai mà cản đường phát tài của hắn thì hắn sẽ trừ khử người đó. Nói vậy ông chính là cái gai trong mắt của hắn rồi. Chuyện xảy ra mới đây thôi đại nhân. Trong một lần tôi được mật báo có chuyến hàng đi từ miền xuôi lên là hàng cấm, nên tôi đã mai phục quân lính để bắt tại trận. Anh em đâu, xong ra tịch thu hết hàng cho ta. Dạ. Đứng lại. Đứng lại. Dạ. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Dạ. 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 Đứng đi. Cùng hàng này của... Hàng này của ai cũng lấy. Ai chống đối cho phép anh em đánh, đưa về cho ta. Dạ. Đi. Dạ. Dạ. Đi đi. Dạ lên. Giờ này ông mới dẫn xác tới đây hả? Có chuyện gì mà ông gọi ta đến đây vậy? Ông còn hỏi nữa. Ông to gan lớn mật lắm, dám cho người cướp hàng còn đánh người của tôi nữa. Ông nói gì? Ta không hiểu gì hết. Thân là quan Tri Châu mà không biết lính của mình làm gì hết. Tình Thiết Lâm liêu lao đã chặn cướp hàng và bắt người của ta. Ông nói sao đây? Lợi nhuận hàng tháng ta cấm nạp đầy đủ mà. Chỉ là hiểu lầm thôi. Ta có nghe quân báo Thiết Lâm có nhận được tin hàng lậu chuyển qua biên giới, cho nên Thiết Lâm đã tập trung quân và vây bắt mà không kịp xin lệnh của ta. Thôi được rồi, ta sẽ về khiển trách hắn và lấy lại số hàng cho ông. Ông làm gì thì làm, nhắn lại với Thiết Lâm, vuốt mặt phải nể mũi đó. Được rồi, ông yên tâm đi. Cáo từ. Ngươi đã làm ra chuyện lớn rồi, ít ra cũng phải xác minh nguồn tin cho chính xác rồi sau đó mới xuất quân. Dám đụng vô hàng và người của A Nùng thì đúng là ăn gan trời. Tôi thì nghe nguồn tin là bọn chúng sẽ đem hàng qua biên giới, nếu chậm trễ là không kịp. Bây giờ cùng lắm thì ta trả hàng trả người là xong. Trả hàng là xong sao? A Nùng không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Vậy theo ông bây giờ ta phải làm sao? Đích thân nhà ngươi phải tới trước mặt A Nùng mà xin lỗi, quả may chúng ta mới được yên thân. Tôi hiểu rồi.
Đại nhân, chính hắn đã để bụng, đã kêu tay sai trừ khử tôi. Thì ra là vậy. Anh em trước nay đã trở mặt chỉ vì cái lợi. Đa tạ ông đã cho tôi biết mọi chuyện. Tôi sẽ truy tìm manh mối để bắt được kẻ bí ẩn đó. Phần ông thì nên cẩn thận, vì ta là ngoài sáng, còn địch là ở trong tối. Cho nên ông đừng chủ quan. Còn bây giờ thì ta xin cáo từ. Kiều Từ, ta đã nhận lời của quan Tri Châu, lưu lại để mà cùng hợp tác phá án. Con à, nhưng mà mẹ sợ như vậy mình sẽ về kinh chậm trễ đó. Dạ thưa mẹ, việc điều tra phá án giúp dân cũng là việc quan trọng không kém. Con nghĩ triều đình sẽ không bắt tội ta vì sự chậm trễ này đâu. Phu quân, chàng nói là quan Tri Châu nghi ngờ tên cướp chột là hung thủ sao? Phải. Y vừa gửi bản án tự đến cho Thiết Lâm. Ngược lại, Thiết Lâm lại nghi ngờ kẻ giấu mặt chính là A Nùng. Nghĩ cũng lạ, hung thủ đã giấu mặt từ rất lâu rồi, nhưng mà vẫn được xưng tụng là anh hùng, trừ gian diệt bạo, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Vậy thì hà cớ gì lại muốn giết Thiết Lâm chứ? Căm thù Thiết Lâm chỉ có bọn sơn tặc thổ phỉ, nay còn sống sót lại một tên thì hắn quay lại trả thù, đó là đúng rồi. Đại nhân, tên cướp chột chính là kẻ bí ẩn. Nhưng mà đụng tới công việc làm ăn và danh thế của A Nùng thì chắc chắn là hắn sẽ ra tay để lấy lại uy thế bá chủ. A Nùng có thể là tên đứng sau vụ án. Vậy thì A Nùng có thù oán gì đối với ông Hùng, hay là hai vụ án chỉ là một hung thủ? Theo ta nghĩ có thể xích mích chuyện ăn chia hay làm ăn gì đó. Hung thủ là cướp, vậy mà hắn đủ tạo được niềm tin trong dân khi mà dương cao ngọn cờ thay trời hành đạo sao? Như vậy mới có chuyện để nói. Nhưng mà lạ thiệt, mình đi tới đâu là có án mạng tới đó, cứ như là bày ra chờ sẵn vậy. Dương Võ, ngươi rảnh quá ha. Dạ. Mà bá mẫu, con thấy đúng mà, nhìn sợ lắm. Ngươi cũng đồng thanh với hắn à? Nếu mà ngươi cảm thấy sợ á thì ở nhà đi, đồ chích nhát. Đại nhân, xin cho tôi được góp sức. Bây giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian để đi điều tra. Mục tiêu trước mắt của hung thủ là tên Thiết Lâm. Nhưng ta có ý nghi ngờ tên giấu mặt đang nằm trong đội ngũ quân binh, có nghĩa là trong hàng ngũ của quân lính có nội gián. Chúng ta phải tập trung điều tra theo hướng này. Dương Võ. Dạ. Ngươi hãy tiếp cận với A Nùng để lấy thông tin của hắn. Dạ. À, Chu công tử. Dạ. Ngươi hãy đi chung với Dương Võ nha. Còn Minh Hữu, ngươi hãy tìm hiểu về Đại Hổ, có người em là Tiểu Hổ. Dạ. Con mẹ, phiền mẹ hãy trà trộn vào dân làng để mà xem thử coi có động tĩnh gì về người bí ẩn này hay không. Tất cả đã nghe rõ nhiệm vụ của mình chưa? Dạ đại nhân. Dạ. Cho tiểu nhân có ý kiến. Nhiệm vụ đại nhân giao, tiểu nhân có thể hoàn thành một mình. Bây giờ lại có thêm người sẽ dướng tay dướng chân, e rằng... Ngươi là kẻ hấp tấp nóng nảy, còn A Nùng là một kẻ thất phu. Ngươi đi một mình thế nào cũng sẽ sinh ra chuyện. Có Chu công tử đi theo, may ra sẽ quá giải được điều đó, biết chưa? Dạ, tuân lệnh. Nè, hai người đi đâu đó? Huynh cho hỏi, đây có phải là tư dinh của A Nùng không? Đúng vậy, các ngươi muốn gì? Phiền huynh cho báo với A Nùng một tiếng, là Dương Võ muốn gặp ổng. Được, nhưng trước khi muốn vô gặp thì phải giao nộp vũ khí và để ta khám xét. Cái gì? Giao nộp vũ khí và khám xét hả? Đúng vậy. Nè, ta là Dương Võ, thuộc hạ của Trần Đại Nhân đó. Thì sao? Đây là tư dinh, ngươi muốn vào thì phải tuân thủ theo quy tắc của gia chủ. Nếu không thì ngươi cứ đứng ở đây mà chờ. Nè. Nhưng giao nộp thì giao nộp, khám xét đi. Nè. Hừ.
Tới ngươi. Giang tay ra. Giang tay ra. Đại huynh. Có chuyện gì? Lão gia nói mời người của Trần đại nhân vào, không cần phải xét. Sao? Đi. Lão gia ơi, tha mạng cho con. Lão gia ơi, lão gia ơi, lão gia tha mạng cho con đi. Lão gia, lão gia ơi, lần sau con không dám nữa đâu lão gia ơi. Nếu ta không trừng trị nhà ngươi thì còn gì là uy danh của ta nữa. Lão gia. Nè, đi. Đi lên gặp. Tới rồi lão gia. Ta cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm tới sự an nguy của ta. Nhưng nói thật, cho dù kẻ bí ẩn đó là tên cướp chọc hay là ai đi nữa thì ta cũng không quan tâm. Bởi vì ta đã rửa tay gác kiếm lâu rồi, không đi lại với quan quân, cũng không ân oán gì cái đám giang hồ. Giờ ta chỉ chí thú làm ăn và kiếm tiền thật nhiều mà thôi. Ai dám lấn vào địa hạt của ta thì ta mới đáp trả. Tên cướp chọc này khi xưa đã có nợ máu với các anh em của ông. Nếu hắn có ý trả thù Thiết Lâm thì chắc chắn hắn sẽ không quên ông. Thì sao? Tôi biết hắn đang lên kế hoạch để tiêu diệt các ông. Thiết Lâm đã bị hắn ấn định nghề xử tử rồi. Hắn dám sao? Trước giờ hắn đòi xử ai là không sai chạy, cho nên các vị không nên coi thường. Nhưng nếu là tên cướp chộp năm xưa thì tài cán gì? Ta bẻ cổ phát một. Hồi đó bị ta đánh cho tan tác, trốn chui trốn nhủi bấy lâu nay. Trước hắn sau thì tôi không biết. Chỉ biết bây giờ hắn xuất quỷ nhập thần. Ông không nhớ là vụ xử A Hùm, hắn làm ngay trước mũi quan quân nhà các ông đó sao? Cỡ Thiết Lâm mà còn bỏ tay, huống hồ gì là ông? Người dám sách mé ta sao? Thiết Lâm là Thiết Lâm, A Nùng là A Nùng, ta không phải là hắn. Thiết Lâm có bị kẻ nào lấy đầu của hắn, không ăn nhập gì tới ta. Không cần các ngươi ngồi đây mà dặn dẹo. Tiễn khách. Mời. Ấy, sao ông lại đi nổi nóng vì một ý tốt của người khác dành cho mình? Người dám so sánh ta với Thiết Lâm thô lỗ ra. Ta ở đây là vua một cõi ai chẳng biết. Xin ngài thứ lỗi. Tại vì tôi được biết là ông từng ở dưới trướng của Thiết Lâm. Ông là đàn em của ông ta mà. Đừng có nhắc tên Thiết Lâm trước mặt ta. Ta không có quan hệ gì với hắn. Tại sao? Ông có thù oán gì với Thiết Lâm à? Cấm miệng. Dương Võ, lão gia đây nói rất đúng. Chuyện ân oán của Thiết Lâm để ông ta tự giải quyết lấy. Chứ còn lão gia đây, một tay chống trời, thiên hạ không e dè lão gia thì thôi, chứ hà cớ sao lão gia lại sợ một kẻ vô danh vô tính sát hại chứ. Nói như tình thư sinh này còn dễ nghe. Xin hỏi quý danh của công tử là chi? Tôi họ Chu, chỉ là người giúp việc cho Trần đại nhân mà thôi. Công tử đúng là một người khiêm tốn, thần thái ung dung, ăn nói hiểu biết như vậy, sao chỉ là một kẻ giúp việc suông được chứ? Trần đại nhân thiệt là biết dùng người. À, nếu không bận, xin mời Chu công tử lưu lại dùng cơm để chúng ta cùng nhau đàm đạo. Không dám làm phiền ông, nhất định khi có dịp tiểu sinh xin đến được hầu chuyện. Kiếu từ. Kiếu. Cáo biệt.
Đi nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Coi chừng chân đó. Từ từ, từ từ. Nhanh lên coi. Dạ, dạ, dạ. Nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Coi chừng khúc này nhiều đá lắm đó nha. Nhà lên coi, nhà lên, cẩn cầu. Chạy. Chuyện này cũng lớn rồi. Nhà lên, nhà lên. Đi, đi, lên. Đi, đi. Đi, đi. Đi, đi. Đi, đi. Đi, đi. Nhà lên. Mở ra coi có gì. Như vậy hôm nay chiến công của ba chúng ta lớn lắm, đã tóm gọn được bọn chúng. Huynh đệ chúng ta đã lập công lớn, ăn mừng chứ đại ca. Nếu như không có đại ca Thiết Lâm đưa ra mưu kế này thì chưa chắc chúng ta thu tóm được bọn chúng. Không, chiến công này là của ba anh em chúng ta. Đúng vậy. A Nồng đúng là kẻ phàm phu tục tử, ăn nói phô trương, bị khích tướng một chút là lộ vẻ bất mãn với Thiết Lâm. Nhờ vậy ta mới nắm được điểm yếu của hắn. Ừ. Nè, theo huynh, hắn là kẻ núp sau và ra tay trừ khử Thiết Lâm không? Không thể loại trừ việc đó, vì động cơ hắn có. Nếu vậy á, chúng ta về báo cho đại nhân biết đi. Mà công nhận kế sách của ngươi bày cho ta rất là thâm, chọc đúng vào chỗ ngứa của hắn, cho nên hắn không kiềm chế được. Chúng ta người tung kẻ hứng, khiến cho hắn bộc lộ những nhược điểm của kẻ gió biển. Vậy mà lúc đại nhân phân công có kẻ không thích. Thì lúc đó ta chưa biết, bây giờ thì biết rồi. Chúng ta hợp tác cũng ăn ý quá ha. Đụng chạm chân tay giống như thân lắm vậy đó. Phải thử lại một lần nữa mới biết chắc được. Chú công tử, chú công tử. Nè, tôi xin lỗi, tôi đang suy nghĩ về anh Hùng. Tại sao ta lại hồi hộp khó thở như vậy chứ? Rõ ràng là khi chạm vào người của y ta, thấy máu trong người mình nóng lên, tim đập nhanh hơn. Chết ta rồi, y ta là đàn ông mà. Chú công tử, chờ ta với. Đại hổ ơi, đại hổ, đi vô trong đó xem thử. Đại hổ ơi, đại hổ. Trong nhà không có ai hết. Ý, quýnh, quýnh. Nè, có cái tù và đây, để tôi thổi thử, coi nó gian không hả? Thôi, được rồi. Có phải tiếng tù và này mà mỗi lần ở trong nhà trọ nó cất lên văng vẳng hay không? À, nếu như tù và ở đây, vậy thì phụ quả tiếng ép ép của con chim heo ở đâu? Ê, quýnh, có ai kìa. Mình hỏi thăm xem sao. Nè huynh. Hả, có chuyện gì vậy? Huynh cho tôi hỏi, đại hổ sao không có ở nhà vậy huynh? Đại hổ giờ này lên núi cúng tiểu hổ rồi, hồi nào tới giờ vậy mà. Vậy sao? Ừ. Nhưng mà từ đây lên núi đi hướng nào vậy huynh? Ở đây ai cũng biết, sao hai công tử không biết? Núi nằm sau làng ở phía tây đó. Vậy huynh cho hỏi, tại sao không cúng ở nhà mà lại cúng trên núi?
Thì mộ của tiểu hổ trên đó mà. Hả? À, thôi đường lên đó cũng gần. Ta với người lên núi kiếm đại hổ, rồi sẵn kiếm mộ tiểu hổ luôn. Ừ. Đa tạ huynh đài. Đa tạ huynh. Cáo từ. Đi. Hôm nay có thịt đầy ngon, huynh mang đến cho đệ. Hai huynh đệ mình phải cạn hết bình rượu này. Kia là đại hổ, người mà ta đã gặp ở quán rượu đó. Ừ. Xin chào đại hổ. Chúng ta gặp nhau một lần trong quán rượu rồi. À, thì ra ngươi là một cánh của Thiết Lâm phải không? Phải, nhưng mà cũng không phải. Ta là Minh Hữu, là đồ đệ của Trần Đại Nhân. Tình cờ ngang qua làng, gặp đúng lúc xảy ra vụ trọng án, nên quan Tri Châu có mời Trần Đại Nhân phối hợp cùng phá án. Ừ. Vậy gặp ta làm gì? Vì có chút liên quan đến người em đã mất của ông, nên chúng tôi muốn đến thăm. Tiểu đệ ta đã mất, ta không còn liên hệ gì với họ cả. Thắp xong rồi đi đi, ta muốn ở lại một mình bên cạnh đệ ấy. Nhưng mà dù sao tiểu hổ cũng là huynh đệ ngày xưa của họ. Nay Thiết Lâm đang gặp nạn, chẳng lẽ ông thấy chết mà không cứu sao? Thiết Lâm à? Hắn sống chết ta không cần biết. Nhưng người đe dọa hắn có thể là tên cướp chột, kẻ đã từng bị em trai ông truy lùng. Biết đâu sự hy sinh của em ông có bàn tay của nó. Đó là chuyện quá khứ, ta không quan tâm. Ta thấy ông sống có tình có nghĩa đó, nhưng mà chẳng lẽ ngày nào cũng cúng linh đình như vậy sao? Tên nhóc này là ai? Đây là người của tôi. Thôi không làm phiền ông nữa, chúng tôi xin cáo từ. Nếu ông thấy có gì lạ hoặc bị ai đó đe dọa, xin hãy báo lên quan. Không dám. Chào. Lạ thiệt đó nghe. Tục lệ xưa nay chỉ cúng cơm cho người chết trong vòng 49 ngày. Rồi thôi, đằng này ông ấy lại cúng quanh năm. Thì do ông ta sống có tình chứ sao? Nếu mà có tình thì lên thăm mộ rồi đi về. Đằng này ông ta lại cúng rất nhiều đồ. Người chết rồi sao ăn được? Người nhắc ta mới nhớ, khi nãy ta quên để ý là trên mâm đồ ăn gồm có những món gì. Trời ơi, nhiều lắm. Cỡ sức tôi với ông ăn dư luôn á. Một miếng thịt dê nè, một con gà, một mâm xôi, bình rượu. Thôi đừng có kể nữa, ta thèm. Đi. Đại Nhân, Dương Võ đã tiếp cận được với A Nùng. Được biết ông ta là một người vừa giàu có vừa thế lực, nhưng lại cọc cằn, tàn nhẫn. Vô tình chứng kiến cảnh hắn chặt tay gia nhân vì phản bội, lúc đó tiểu nhân muốn xỉu luôn. Vậy à, vậy ngươi có gây ra chuyện không? Đại Nhân cứ yên tâm, dạ không có. Trước khi tiếp cận gia nùng, tiểu nhân và chú công tử đã phối hợp rất ăn ý, nên moi móc được rất nhiều thông tin từ hắn. Thứ nhất, tay sai của hắn có khá nhiều người là cao thủ. Thứ hai, hắn là một kẻ giàu có. Và thứ ba, hắn không ưa gì Thiết Lâm. Hắn là loài người cục súc, nên chỉ cần một va chạm nhỏ là cũng dẫn đến hành động tàn ác. Bá Hộ Hùm cũng có thể đã từng đụng chạm tới công việc làm ăn của hắn mà dẫn tới bị sát hại chăng? Thiết Lâm không biết là vô tình hay cố ý đã chặn bắt chuyến hàng của A Nùng. Thiết Lâm không phải là tay dừa. Trong lời nói của hắn có vẻ hắn trọng tiểu hổ hơn và coi thường A Nùng ra mặt. Rõ ràng là hai người này không có ưa nhau, có khi còn thù hận nhau nữa không biết chừng. Tôi thấy đại hổ sống rất lạnh lùng và khép kín. Có lẽ do mất người em ruột thịt duy nhất nên sinh ra trầm cảm như vậy chăng? Thiết Lâm là đồng đội khi xưa của tiểu hổ, nhưng mà ta thấy thái độ của ông ta đối với y không có vẻ mặn mà lắm. Đúng vậy, nghe nói ông ta từ chối mọi sự quan tâm của Thiết Lâm.
Vậy còn hoàn cảnh của Đại Hổ ra sao? Dạ, khi đến nhà y thì trống trơn, cảnh sống rất là đạm bạc và đơn sơ, riêng chỉ có cái tù và treo trên vách để làm cảnh mà thôi. Nè, Xu Huynh, sao nãy Xu Huynh không nói cái là gì ông... vậy? Ngươi nói cái gì mà thủ thỉ vô tai ta không nghe được cái gì hết? Thầy cứ chuyện cúng con của Đại Hổ đó. Ta không có điếc mười à? Bá mẫu, ta nghe rồi, cúng cơm á thì có gì đâu mà lạ. Dạ thưa bá mẫu, lạ ở chỗ là cúng cho người đã chết mà Đại Hổ lại cúng rất nhiều đồ ăn. Có gì đâu mà lạ, thì cúng xong á hạ xuống để cho người sống ăn, vậy mà gọi là lạ. Dạ không phải vậy đâu bá mẫu, cúng nhiều tới nỗi mà 5 người ăn còn được á. Lạ thiệt, một người mang 5 phần ăn. Ta thấy bình thường mà Dương Võ, một mình ngươi cũng ăn gấp mấy lần người thường mà. Phu nhân nói đúng, Dương Võ cũng ăn hết 5 phần. Minh Hữu à, ngươi nói là trong nhà Đại Hổ có treo tù và hả? Dạ đúng vậy. Dạo gần đây, mỗi ngày đều nghe tiếng tù và văng vẳng từ hướng nhà của Đại Hổ. Chắc là ông ta thổi rồi. Ngộ á. Chắc là ổng không có giao du với ai nên thổi tù và cho đỡ buồn. Như vậy là chúng ta lại biết thêm nhiều thông tin về A Nùng, Thiết Lâm và Đại Hổ, cả những chuyện trước đây nữa. Nhưng mà mọi người lại quên mất một người mà chúng ta phải tập trung, kẻ tình nghi số 1. Đó chính là cướp chột. Có điều ta không tin tên này có thể làm được những vụ việc dưới chiêu bài thay trời hành đạo. Biết đâu được. Nhiều khi lâu nay hắn mai danh ẩn tích, tìm thầy học đạo nên đã biến đổi thành người khác rồi thì sao? Chà, sao mà mấy cái chuyện này lung tung nhất cái đầu. Mối quan hệ của mấy cái người này quả thực là chằng chịt và phức tạp. Vậy theo đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Truy tìm cướp chột. Ta muốn biết hắn có phải là người bằng xương bằng thịt hay là không, hay chỉ là do trí tưởng tượng của quan Tri Châu. Ý phu quân muốn nói là ngay cả quan Tri Châu cũng không đáng tin tưởng sao? Hiện giờ ta cảm thấy có người cố tình bưng bít và tung quả mù để làm cho mọi thứ rối tung lên. Ngay cả câu chuyện trong quá khứ và hiện tại cũng có nhiều bí ẩn mà chưa có lời giải đáp. Chết rồi. Hả? Vậy là có người dẫn chúng ta đi lòng vòng rồi biết khi nào mới về kinh. Tiểu Đồng, người không được ăn nói lung tung. Biến tay vô liêm sỉ. Xu huynh, đệ xin lỗi, đệ tưởng là huynh ngủ sai rồi. Ta thật không ngờ huynh đệ làm gì với nhau bao nhiêu năm mà ngươi nỡ lòng nào ngươi giở trò với ta như vậy. Cho đệ xin lỗi. Ta xấu mà ngươi cũng làm được nữa hả? Xu huynh đừng nghĩ quan cho đệ. Thật sự là cái chuyện thì ra là chuyện của cô nương xinh đẹp đó đúng không? Ngươi đừng có nói với ta là ngươi đã trèo qua người của ta rồi nha. Ê, Xu huynh, làm gì có chuyện đó. Đệ chỉ muốn tìm lại cảm giác khi chạm vào người của người đó mà thôi. Cảm giác gì? Xu huynh, đứng lên đi. Huynh à. Hả? Nói như vậy nè. Sao kỳ vậy? Khi chạm vào người đó, đệ có một cảm giác đê mê. Tim đập mạnh, hồi hộp, ngạt thở. Mà sao chạm vào người huynh giống như là chạm vào một khúc cổ vậy? Ngươi có bị điên không? Ngươi nghĩ sao vậy? Đàn ông với đàn ông thì làm sao mà có cảm giác được? Hết chuyện so sánh rồi hả? Nhưng mà thật sự người đó là... Là ai? Hả? Ngươi đừng nói với ta. Người đó là nam nhân nha. Sư huynh. Sao? Lỡ khi người đó là nam nhân thì sao hả sư huynh? Nếu như là nam nhân thì gây go rồi. Nè, từ khi nào ngươi có cảm giác với nam nhân vậy? Hay là từ chuyện của cô nàng Thúy Liễu làm ngươi ra nông nổi như vậy? Có phải như vậy không? Hả? Thôi bỏ đi. Đệ bị điên rồi. Điên thật rồi.
A Nùng, Cướp Chột, Thiết Lâm. Đại nhân. Đại nhân. Ồ, tiểu thư. Chu công tử, người vẫn đang suy nghĩ về vụ án sao? Chu công tử nè, chú công tử có ý kiến gì mới quanh thông tin mà chúng ta đã thu nhặt trong ngày hôm nay không? Dạ thưa, do lần này Thiết Lâm đang đối diện với án tử, tôi nghĩ mấu chốt là chúng ta phải giải mã mối quan hệ giữa Thiết Lâm, A Nùng và tên cướp chột trước. Nhưng mà tên cướp chột vẫn chưa lộ diện, chúng ta còn không biết hắn ta có tồn tại hay không nữa. Kẻ này hành động không giống như là một tên cướp thất phu. Tôi cũng linh cảm kẻ này không phải là tên cướp chột. Một tên cướp dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa cũng không có hành động trượng phu như vậy, lấy của giàu cho người nghèo rồi nói đâu có đó. Đúng vậy, hắn hành động rất dứt khoát và còn dám nói trước kế hoạch của mình nữa. Đó là tính cách của con nhà giỏ. Con nhà giỏ? Như vậy thì chỉ có ba người khả nghi nhất, đó là Quan Tri Châu, A Nùng và Tiểu Hổ. Nhưng Tiểu Hổ đã chết nên loại trừ ra khỏi diện nghi vấn. Còn Quan Tri Châu thì tôi nghĩ chỉ là bao che và dung túng, chứ không thể nào là kẻ bí ẩn. Ai có đủ lực mạnh để đối đầu với Thiết Lâm hiện nay? Người đó không ai khác chính là A Nùng, vì A Nùng có mâu thuẫn với Thiết Lâm. Nhưng tại sao ta lại không nghĩ Quan Tri Châu có cái gì đó? Như là ăn chia không đồng, cho nên muốn tiêu diệt A Nùng và cả Thiết Lâm. Vậy sao chúng ta không nghĩ là Thiết Lâm đang đánh lạc hướng chúng ta bằng cách là tự xử mình? Thiết Lâm có thể ngụy tạo dòng chữ máu thú rừng để thực hiện thay trời hành đạo, chỉ là che mắt thế gian mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên, A Nùng vẫn là đối tượng mà chúng ta đang cần phải bám sát. Nói chuyện với đại nhân, tại hạ có thêm nhiều điều nằm lòng về phá án. Ta cũng thấy Chu công tử có tố chất thông minh và sáng dạ trước vụ án. Phu quân. Hả? Sao giờ này hai người còn chưa ngủ nữa? À, mãi vui chuyện mà ta quên mất cả giờ giấc. Tôi xin phép cáo lui, không làm phiền ngài và phu nhân. Sao Chu công tử lúc nào cũng có vẻ ngại ngùng, giống như một thiếu nữ vậy ta? Có chuyện đó hả? Ừ. Thiếp nghe hai người đã bàn về vụ án. Phu quân nè, chàng không thấy đại hổ có thái độ rất lạ khi nhắc về hai người giàu sinh ra tử của người em tiểu hổ sao? Có lẽ vì nghĩ rằng cái chết của em trai là do song pha mạo hiểm, hoặc trách cứ không bảo vệ được tiểu hổ. Vụ án năm xưa cũng có rất nhiều điều bí ẩn cần được khám phá. Hành động kỳ quặc, cách sống cách ly và ngay cả cúng kiến của đại hổ cũng khác người nữa. Thiếp thấy ở đại hổ có một điều gì đó, sợ người khác khám phá được cuộc sống riêng tư của mình. Ta thấy nàng nói chí phải. Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về con người này, đặc biệt là về cái chết của tiểu hổ. Ngọc Nhi, có lẽ chuyện này ta phải nhờ đến nàng. Dạ, có gì đặc biệt thì thiếp sẽ thông báo cho chàng biết. Thôi, chúng ta vào trong ngủ sớm đi, kẻo sương xuống dễ sanh cảm mạo đó. Mình đi vào trong đi.
Quang Trung, Ngọc Nhi đúng là trai tài gái sắc. Họ vừa là vợ chồng, cũng là tri kỷ của nhau. Chủ Thị Ngọc, người đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ? Chào anh Hùng. Chào. Tụi mày biết. Dạ dạ. Cạn. Cạn. Nghe nói ông vừa nhận án tử, ta thấy lo lắng cho ông. Đó chỉ là lời chào của một người quen cũ thôi, ông không cần phải bận tâm. Tốt, can đảm lắm. Có lẽ ta đã quá thừa khi đến đây chăng? Nè, ông nên tự mình lo cho bản thân mình thì tốt hơn. Ông nên nhớ, giữa chúng ta còn có một lời thề năm xưa. Ông không cần phải nhắc. Phải. Bởi vì nếu ai quên sẽ nhận lấy hậu quả. Có lẽ là ông đang hù dọa ta đó. Tùy ông hiểu thôi. Hiểu. Thưa ngài, có chuyện gì? Có người báo là vừa tìm được manh mối. Vì sao? Manh mối gì? Dạ thưa ngài, tôi đi đường thấy một manh áo dính đầy máu. Tôi sực nhớ đến vụ án nên đem về báo với ngài. Chiếc áo này là loại thổ cẩm đắt tiền mà A Hùng ưa mặc. Nhà ngươi hãy đưa bọn ta tới đó ngay. Dạ. Còn ngươi, đến nhà đội trưởng Thiết Lâm. Dạ đó. Dạ thưa quan, ở đây nè đại quan, ở trên đó đại quan. Dạ thưa ngài, tôi đã nhặt được manh áo ở trên đó. Ủa, đây là trang trại của đội trưởng Thiết Lâm mà. Chẳng lẽ... Chào hai vị. Có việc gì mà hai vị đưa quân lính tới trang trại của tôi vậy? Thiết Lâm, có một người dân đã lượm được một cái áo của A Hùng có dính máu tại trang trại của nhà ngươi. Vậy là hai vị nghi ngờ trang trại của tôi. Nghi ngờ tôi làm cái chuyện đó. Chuyện này thật là khó hiểu. Nhưng ông cứ cho lính vô lục soát đi. Không biết là thế nào, nhưng cũng chứng minh được mình là người trong sạch. Tôi có gì đâu mà phải ngại. Mời. Thưa đại nhân. Có chuyện gì? Có manh mối. Dẫn ta đi. Mời ngài. Thưa đại nhân, chúng tôi phát hiện được cái áo dính máu ở đây. Khi đào lên thì phát hiện một cái xác không đầu và một cái rương. Mở ra cho ta xem. Dạ. Thiệt lầm. Dạ. Nhà ngươi còn gì để nói nữa không? Dạ. Dạ ngài ơi, vụ này chắc có kẻ thù hận rồi. Bày ra để mà hãm hại tôi đó ngài ơi. Thiết Lâm. Dạ. Ta mong nhà ngươi hãy thúc thủ theo ta trở về doanh trại để giải thích chuyện này như thế nào. Lính đâu? Dạ. Giải Thiết Lâm đi mau. Dạ. Theo ông thì từ đâu mà Thiết Lâm có số vàng này? Nếu mà chăn nuôi thì cũng không thể nào có một gia tài lớn như thế này. Mà tiền lương của một đội trưởng thì càng không thể.
Theo ký hiệu trên thỏi vàng thì đây chính là vàng của thương gia đi ngang đây đã bị cướp. Vậy là Thiết Lâm đã cướp vàng của thương gia miền xuôi sao? Không phải. Số vàng này đã bị bọn Lục Lâm thảo khấu cướp sạch, sau đó giết chết thương gia và đoàn tùy tùng. Trong sổ bộ năm ấy có ghi rõ vụ này. Vậy còn số vàng này ở đâu ra Thiết Lâm có? Theo tôi suy đoán, sau đó Thiết Lâm cùng với An Hùng và Tiểu Hổ đã lập một chiến công là đánh úp và tiêu diệt được sao quyệt của bọn cướp. Nhưng tang vật thu về thì không thấy ghi số vàng này. Như vậy là ba người này đã tham lậm, giấu giếm, rồi tự chia với nhau à? Cũng có thể lắm. Sau đó Thiết Lâm mua đất đai để mở trang trại, còn An Hùng thì rời bỏ nghiệp lính, trở về buôn bán, từ đó phất lên luôn. Riêng Tiểu Hổ thì chết sau vụ đó. Thì ra là vậy. Nếu vậy, ta phải lấy lời khai của Thiết Lâm thì chúng ta mới biết sự thể như thế nào. Theo tôi, điều này rất là khó. Tại sao? Chúng ta chỉ suy đoán thôi, chúng ta không có đối chứng và nhân chứng thì khó lòng buộc Thiết Lâm nhận tội lắm. Ngươi cho ta gặp Trần Đại Nhân, ta muốn khai báo một chuyện. Ta bị hãm hại mà, là tên An Hùng nó bày ra chứ không phải ai hết. Chính nó là hung thủ giết ba họ Hùng. Nó mang xác tới chôn ở trong nhà của ta. Quan Tri Châu là kẻ tiếp tay cho An Hùng, bao che cho hắn để hãm hại ta. Ta muốn gặp Trần Trung Đại Nhân, để Trần Trung Đại Nhân giúp cho ta. Ngươi còn nhớ những gì trước đây ta đối xử tốt với ngươi không? Ngươi nhớ không? Hãy trả ơn cho ta bằng cách mời cho được Trần Đại Nhân đến đây để gặp ta. Trước khi ta bị bọn chúng thủ tiêu, hãy giúp ta, hãy giúp ta. Đội trưởng, ông hãy bình tĩnh, tôi sẽ giúp ông. Thiết Lâm, đi theo tôi. Quan Thu kêu ông bí mật đến gặp ông ta. Quan Trung cũng đã biết được âm mưu của Quan Tri Châu và An Hùng có kết với nhau hay không. Ông đã đi theo tôi. Phu quân, theo lời của Quan Tri Châu nói thì chắc chắn ba người An Hùng, Thiết Lâm và Tiểu Hổ có một bí mật giấu giếm mà chỉ có ba người họ mới biết rõ thôi. Tiếc là Tiêu Hổ đã mất, còn An Hùng và Thiết Lâm, hai kẻ này khó mà ép nhận tội hay công khai. Chàng có thấy chuyện này có liên quan đến cái chết của Tiểu Hổ không? Ý nàng là tại sao cả ba kẻ cùng đánh úp sào huyệt, nhưng có hai kẻ giàu lên, còn một kẻ lại chết một cách đáng ngờ như vậy? Có thể lắm. Chắc chắn là mối dây nhợ của ba người này ăn chia không đồng đều. Vụ của Thiết Lâm có thể là An Hùng đã chỉ điểm và muốn tiêu trừ. Thôi được rồi, sáng mai ta sẽ đến lao gặp Thiết Lâm, khai thác hắn sẽ rõ. Ngươi là ai vậy? Có phải là thuộc hạ của Trần Đại Nhân không? Thiết Lâm đã bị bắt ngay trong ngục. Đúng vậy, hắn đã hạ gục mấy tên lính và mang Thiết Lâm đi. Có manh mối gì không? Theo tên lính kể, Thiết Lâm muốn gặp ngài ngay,
Nhưng trong đêm đó có kẻ đột nhập bắt Thiết Lâm mang đi. Theo ông là sao? Có thể Thiết Lâm đã theo tên bí ẩn mạo danh của ông. Kẻ này thật là cao thủ. Thiết Lâm rồi. Lại là dòng chữ thay trời hành động. Sao rồi phu nhân? Phu quân, cùng một cách thức ra tay, cùng một loại hung khí, vết cắt rất sắc lẹm. Vẫn là hắn, tên hung thủ bí ẩn, thay trời hành đạo. Tên cướp trộm, hắn chứ không ai khác. Tôi sẽ bắt hắn đền tội. Chính hắn đã làm tất cả. Như vậy là Thiết Lâm không phải là tên sát thủ đó, bởi vì cuối cùng ông ta cũng chết dưới bàn tay của hắn. Hắn là một con người nhanh nhẹn, thông minh, nhưng kế hoạch của hắn rất là tỉ mỉ sát sao. Dương Võ, Minh Hữu, dạ, hai người đã tìm hiểu được thêm thông tin nào của tên cướp chột chưa? Dạ, theo thông tin của những tên cướp thì kẻ nào cũng tán dương và thổi phồng thành tích của tên cướp chột theo kiểu anh hùng hào hán. Nhưng mà khi hỏi ra thì chưa tên nào biết mặt tên cướp chột. Còn bên phía của tài hạ thì cũng đang truy tìm rất là gắt gao, nhưng chẳng có manh mối gì, giống như là hắn không có trên cõi đời này vậy. Đáng nghi nhất là Quan Tri Châu, chắc chắn hắn ta có nhúng tay vào chuyện của Thiết Lâm. Bị nhốt trong ngục rồi mà lại có thể dẫn đi một cách dễ dàng như vậy. Có một điều ta hơi ngạc nhiên, một người như Thiết Lâm tại sao lại nghe lời sai khiến một cách ngoan ngoãn như vậy. Hơn nữa, Thiết Lâm á là một tên võ nghệ cao cường, đối diện giết được hắn là một việc không dễ dàng. Tên này chắc chắn là người quen cũ của Thiết Lâm, am hiểu nên mới gạt được Thiết Lâm ra khỏi ngục. Bây giờ chúng ta thật không thể nào tin ai được. Chúng ta phải chia nhau ra theo dõi Quan Tri Châu, A Nùng và Đại Hổ. Cả ba người này đều có mối quan hệ xoay quanh tên cướp chột, nên họ đều có thể là một mắt xích quan trọng không thể bỏ lỡ. Vụ án ngày càng bí ẩn, dường như những người này đều có mối quán thù với nhau từ lâu và rất hay trừ khử nhau. Họ đang diễn tuồng cho chúng ta xem mà không biết bắt đầu theo dõi từ đâu. Quan Tri Châu, A Nùng, Thiết Lâm và cả người chết Tiểu Hổ, nhất định họ có một bí mật gì đó. Dạ theo ngài, Đại Hổ có biết chuyện này không ạ? Có thể biết, cho nên thái độ của hắn rất lạnh lùng và thu mình khi nhắc tới tên A Nùng và Thiết Lâm. Bây giờ Thiết Lâm chết, không biết người kế tiếp nhận được án tử là ai đây? Không lẽ là Đại Hổ? Nếu vậy thì A Nùng là kẻ đó. Nhưng mà nếu như A Nùng là người kế tiếp bị nhận án tử thì sao? Thì kẻ đó chính là Quan Tri Châu. Thôi thôi thôi, mấy người đừng bàn luận xét đoán nữa. Dạ có chuyện này. Hôm rồi chúng tôi đi điều tra thân phận của tên cướp chột, có đi ngang qua nhà Đại Hổ và thấy rất là lạ. Chuyện đó là chuyện gì? Dạ... Hey, sao mà ngươi đi chậm quá vậy? Thì tại mệt chứ bộ. Ê, Đại Hổ kìa. Ê, kìa. Đại Hổ. Đại Hổ. Đại Hổ. Ngựa kia. Nè, ông mới ở trên núi về đúng không?
Ông lên thăm mộ Tiểu Hổ hả? Khỏi cần nói, nhìn mấy thứ lỉnh kỉnh trong gùi của ông ta là biết ông ta từ trên trển xuống rồi. Wow, lúc đi thì đồ ăn lỉnh kỉnh, lúc về còn mỗi cái nồi không à, ăn mạnh thiệt ha. Nè, Đại Hổ. Ê, Đại Hổ. Đại Hổ. Trời đất ơi, Xuân Huynh, chuyện đó thì có liên quan gì tới cái chuyện mình đang bàn tính đâu. Cúng xong thì ăn, ăn xong thì dẹp, có gì đâu mà lạ. Thì ta thấy lạ, tại sao đồ cúng cho người chết mà lại như cúng cho người sống, sạch bách hết à. Xuân Huynh không nghĩ là Đại Hổ ăn? Ờ, cũng có thể là do ông ta. Nè, như vậy á thì có gì đâu mà lạ. Ngươi không thấy lạ, nhưng mà ta cảm thấy rất là lạ. Minh Hữu nè, lúc này á Huynh lạc đề lắm đó. Lạc cái đầu của ngươi á. Hôm nay bày đặt bắt bẻ ta nữa hả? Thôi đi. Dạ. Sao hai ngươi lúc nào cũng tranh cãi với nhau vậy? Việc trước mắt là phải bí mật sát sao theo dõi tên A Nùng. Nhất cử nhất động của hắn phải được bám sát thường xuyên. Rõ chưa? Dạ rõ. Vụ án này nếu không khéo, chúng ta sẽ bị dắt đi lòng vòng và không tìm ra được manh mối. Vì người ra tay lại là kẻ đang thực thi chấp pháp. Ý nàng nói là Quan Tri Châu? Ừ, thiếp nghĩ là Quan Tri Châu cũng có liên quan. Có thể là bao che. Vậy thì khó cho ta. A Nùng, Quan Tri Châu, thực ra hai người này đang làm gì? Chàng có để ý thấy những gì Minh Hữu nói về Đại Hổ không? Hôm trước thiếp có đi nghe ngóng thì cuộc sống của Đại Hổ rất là nề nếp. Thông thường Đại Hổ vào rừng săn bắn rồi lượm củi, còn lại thì cứ ở suốt ngoài mộ thủ thị với em trai của mình. Khi đi chợ thì Đại Hổ mua sắm rất là nhiều đồ dùng, nhưng xét ở nhà thì những vật đó chưa hề qua sử dụng. Vậy sao? Còn nữa, Đại Hổ thường hay bốc thuốc ở Thầy Lan, nhưng mà ông ta hoàn toàn khỏe mạnh. Cuộc sống của Đại Hổ thiếp cảm thấy không bình thường cho lắm. Đại Hổ đang có gì đó che giấu, thảo nào hắn ta không muốn tiếp xúc với ai cả. Chuyện Minh Hữu thoạt nghe thì cũng không có gì lạ, nhưng mà kết hợp những gì mà thiếp nghe ngóng thì thiếp thấy vô cùng trùng hợp. Ta hiểu rồi. Đại Hổ cũng không phải là kẻ đứng bên ngoài vụ án này. Có thể hắn cho ta được nhiều manh mối khác nữa. Thiếp nghĩ chúng ta không tiện theo dõi, có thể sẽ bị lộ đó. Có lẽ ta phải nhờ mẹ thôi. Chàng dậy rồi hả? Sao nàng dậy sớm vậy? Tiếng tù này có phải là tiếng tù giờ này Minh Hữu hay nghe thấy không? Có lẽ là vậy. Đúng là nó phát ra từ nhà Đại Hổ rồi. Phu quân hãy chú ý lắng nghe. Âm thanh cứ phát ra quãng ngắn, quãng dài, lặp đi lặp lại theo chu kỳ, giống như là ám hiệu vậy. Có thêm cả tiếng chim heo nữa. Tù và gọi, chim heo trả lời. Sao lại trùng hợp như vậy được chứ? Đại Hổ đang làm ám hiệu cho ai chứ? Ha 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 ha.
Đại nhân. Dạ dạ, ngon quá. Mời của khách quan đây. Dạ, khách quan có cần gì nữa không ạ? Đủ, đủ rồi. Dạ. Dạ mời đại nhân. Ngon. Ngon lắm. Đại nhân, ăn thêm đi đại nhân. Uống đi đại nhân. Ngon quá. Uống nữa nè. Thì nhanh nhanh lên chút coi. Đang nhanh nè. Nhanh lên. Trời gì mà hối hoài. Hả? Nhìn kìa, làm đi làm đi. Ê, ê. Hả? Ông đi rồi kìa. Vậy là vẫn chưa có gì bất thường. Có thể hung thủ đã án binh bất động. Chắc có thể hắn biết chúng ta theo dõi nên không dám khinh suất. À quên, mẹ chưa kể cho con nghe một chuyện. Mẹ tình cờ gặp được người quen cũ của Đại Hổ. Hóa ra nhà nó có mối thâm thù với A Hùng ghê lắm. Ngươi làm gì vậy? Dạ thưa bá mẫu, chuyện này bình thường mà. Tưởng là bá mẫu nói chuyện gì chứ cả làng này ai cũng căm thù hắn mà. Nhưng mà mối thù của Đại Hổ với A Hùng cũng rất là sâu nặng. Có thể nói là... Cái gì vậy? Bên ngoài có tiếng động. Đại nhân, để tiểu nhân ra xem sao. Minh Hữu, nhớ là cẩn thận nghe chưa? Dạ. Đại nhân ơi. Nè, Sư Huynh, có chuyện gì vậy? Nhìn đi. Có chuyện gì? Đại nhân. Hình như nó cự quậy. Mở ra xem coi cái gì. Dạ. Dạ. Một tên bị chột mắt. Người là ai? Vô. Đại nhân, có ai đó đã quăng tên này trước cửa nhà ta. Ông hãy xem thử có biết tên này là ai không. À, tên cướp chột đi mà. Chính là hắn. Thưa đại nhân, chính hắn là hung thủ đã giết chết A Hùng và Thiết Lâm. Ta sẽ giải nhà ngươi vào nhà giam để hỏi cung. Ông hãy cho hỏi cung tại đây. Ta muốn chứng kiến điều này. Thưa đại nhân, hắn là một tên tội phạm nguy hiểm. Nơi đây tại vết mạch rừng, không thích hợp để hỏi cung hắn. Để ta giải hắn về ngục. Được, ta sẽ tới đó liền. Giải hắn đi. Dạ. Dạ. Mở cửa ra. Dạ. Ta muốn vô gặp hắn. Hắn bị gì vậy? Dạ, sau khi ăn cơm xong thì hắn bị vậy đó đại nhân. Nhanh lên. Dạ. Người sao vậy? Kìa, người sao vậy? Người có sao không? Hả? Chột. Cướp chột. Người sao vậy? Ai đã hại ngươi? Ai đã làm chuyện này? Là bạn chị cho. Quan Tri Châu. Quan Tri Châu đang làm chuyện gì đó mờ ám. Có khả năng y đang cố ý đưa chúng ta vào cái mưu mà y đã dựng sẵn. Nếu y thủ tiêu tên cướp chột thì có lẽ đang cần bịt đầu mối chuyện gì đây. Sao ta không bắt hắn khai ra? Hắn tường kế thì mình tự kế. Tiểu nhân thấy đại nhân rất ung dung và tự tại. Chẳng hay
Đại nhân đã có kế hoạch gì rồi đúng không ạ? Cứ bám sát tên Tri Châu cho ta, không được để sót nhất cử nhất động gì của hắn. Hắn ta không nghĩ, trước khi ta giao tên cướp chột cho hắn, ta đã khai thác lời khai của tên cướp chột rồi. Đại nhân quả là sáng suốt. Bái phục. Kẻ nào đã bắt rối và giải người tới đây? Tên khốn đó, hắn là một tên ẩn mặt. Ngươi chính là cướp chột? Đúng vậy. Năm xưa bị bộ ba Thiết Lâm đánh cho tan tác, còn sót lại mình ngươi. Tại sao không cải tà quy chánh mà lại còn đi gây thêm tội ác? Ta quay lại đây để trả lại mối hận ngày xưa, chứ ta gây ra cái gì chứ? Vậy thì ai đã hạ sát A Hùng và Thiết Lâm? Đáng chết. Nhưng mà rất tiếc, không phải ta ra tay. Quan Tri Châu đã nói với ta là ông đã toan tính ám sát ông ta, có đúng như vậy không? Hắn đáng chết. Ta chưa giết được hắn là nỗi nhục của ta. Hắn là một tên phản bội. Ngươi nói gì? Chính tay Tri Châu đã đâm chết Tri Châu Sùng trước đây rồi đổ oan cho ta. Chính hắn, ta đã tận mắt chứng kiến. Không chừng chính hắn là người giết chết Thiết Lâm và ông Hùng. Ngươi nói sao? Quan Tri Châu chính là kẻ đã giết chết Tri Châu Sùng à? Vậy ngươi có bằng chứng gì không? Bằng chứng? Là cướp thì lấy đâu ra bằng chứng trước quan triều đình? Nhưng ta là người chứng kiến chuyện đó, cho nên Tri Châu muốn khử ta để bịt đi tội ác của hắn. Người đã giết lầm ta rồi, cứu ta. Cứu người, tên cướp chột đã giết Quan Tri Châu Sùng rồi. Cứu người, tên cướp chột đã giết Quan Tri Châu Sùng rồi. Bởi người ta cứu người. Theo lời ngươi kể thì Tri Châu đã lỡ tay hạ sát Tri Châu Sùng rồi đổ oan cho ngươi à? Đúng vậy. Sau đó hắn ra lệnh truy sát ta với tội danh là giết Tri Châu Sùng. Hắn đúng là một tên nham hiểm. Tự nhiên hắn đứng đó làm gì vậy? Chắc hắn đang đợi chờ một ai đó. Chắc là chờ sát thủ bí ẩn á. Sao người biết? Thì đoán vậy thôi. Thật không ngờ Quan Tri Châu là kẻ hai mặt, chính hắn là kẻ chủ mưu. Hành vi lén lút thật là mờ ám. Nội việc hắn thủ tiêu tên cướp chột cũng thấy hắn âm mưu chuyện gì rồi.
che giấu quá khứ tội lỗi, phản bội đồng đội. Ta e vụ việc này còn nhiều ẩn tình lắm, chứ không đơn giản như suy nghĩ từ cái nhìn đã thấy bên ngoài đâu. À, đúng rồi đại nhân. Nhưng mà còn anh Hùng, ông ta giữ vai trò gì? Ta thấy anh Hùng không đơn giản đâu. Lúc trước tiếp cận hắn, hắn nói không quen gì với quan quân triều đình, nhưng sau này lại lén lút gặp riêng quan Chi Châu. Trong ngày hôm nay, ta sẽ đi gặp anh Hùng. Đại nhân, xin đại nhân suy xét kỹ. Tới đó bắt anh Hùng thì chuyện không hề đơn giản. Đại nhân, nên có diện binh của lính triều đình. Nếu như vậy thì không kịp đâu, bởi vì hắn ta sẽ có thời gian xóa hết tất cả những chuyện liên quan. Nếu vậy, tiểu nhân sẽ cùng đi với đại nhân. Tiểu nhân cũng sẽ đi. Sau cái chết của Thiết Lâm và cướp chuột thì mọi nghi ngờ đều dồn vào một kẻ. Kẻ này có đủ thế lực và tay chân, và đủ gan dám giết cướp và quan quân của triều đình. Ta biết Trần đại nhân đang muốn ám chỉ ai. Dĩ nhiên, kẻ đó sẽ không dám tác quai tác quái nếu không có sự trợ thủ của quan Tri Châu. Khá khen cho Trần đại nhân, đúng là không hổ danh, dám vào hang hầm bắt họ ba. Xin hỏi Trần đại nhân, có bao giờ người phá một vụ án mà thủ phạm bị tình nghi lại là nạn nhân không? Ý của ông là... Ông xem đi. À Nùng, ngày rằm tới, đến lượt ngươi đền tội. Bao nhiêu người dẫn chuyện cho hắn, bây giờ hắn lại nói mình là nạn nhân à? Đại nhân, xin đại nhân đừng tin hắn. Hắn đang đánh lạc hướng chúng ta đó, tên gian xảo anh Hùng. Mà ngược lại, đó chính là bản án tử mà người bí ẩn gửi cho hắn thì sao? Chúng ta phải tiên liệu trước mọi tình huống, không thể nào cứ chạy theo sau lưng cái tên bí ẩn nào đó mãi như vậy được. Ngọc Nhi, nàng xem giùm ta, ngày rằm sắp tới có phải là ngày lễ mừng lúa mới không? Để thiếp tính xem. Không sai, đó là ngày lễ hội rất lớn, có dân chúng khắp nơi kéo về rất đông đúc. Chà, tên hung thủ cũng khéo chọn ngày đó. Chắc chắn hôm đó sẽ rất náo nhiệt, dễ trà trộn và tẩu thoát. À, dạ, nhưng cái ngày hội đó thì có liên quan gì tới A Nùng? A Nùng theo kế hoạch từ trước thì hôm đó đích thân làm chủ lễ mừng lúa mới. Vậy thì quỷ kế hoạch chứ. Và với tính cách tự mãn của mình thì chắc chắn anh Hùng sẽ không trốn đi đâu cả, mà vẫn xuất hiện và thách thức hung thủ. Hắn cũng khẳng định với ta như vậy. Chắc quỷ kế hoạch thì sợ mất mặt với đàn em và tay sai, nên hắn mới liều mạng và đối đầu như vậy. Anh Hùng cũng là tay cao thủ, đàn em của hắn rất là đông, toàn là thứ dữ, cho nên hắn không sợ là phải. Hung thủ có lẽ rất hiểu tính cách của anh Hùng, nên sẽ gửi bản án vào đúng dịp lễ này. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Một trận đấu trí giữa tên bí ẩn và kẻ bất khả chiến bại. Hoặc có thể đây cũng là một màn lừa đảo do chính tên anh Hùng dựng lên để qua mắt chúng ta không chừng. Ta thì nghiêng về giả thuyết một hơn. Tức là ngài tin anh Hùng không phải là kẻ bí ẩn. Đúng vậy. Cho nên ta phải ra sức bảo vệ anh Hùng, đồng thời phải tóm gọn được tên bí mật. Sau khi phá được án, lúc đó ta sẽ dạch mặt tên quan Tri Châu cũng không muộn. Đây là bản đồ nơi diễn ra lễ hội. Bên tả là rừng rậm, bên hữu là vực thẳm, phía trước là thảo nguyên bao la. Nếu chúng ta chia cánh quân thành ba ngã, cho vào mà không cho ra, chắc chắn chúng ta sẽ tóm được hắn. Ta xin phép. Dạ.
chính ngươi đã giết chết Tri Châu Sùng và thủ tiêu cướp chột. Nếu như không muốn người thứ hai biết thì hãy nghe theo lệnh của ta. Chúng ta tiếp tục nha. Dạ, dạ. Ta sẽ xuất hiện sát bên kiểu của anh Hùng và giết chết hắn. Người phải phối hợp để đánh lạc hướng của binh lính. Là ai? Tại sao lại ngồi trống kiểu? Anh Hùng đâu? Đại ca! Đại ca! Đại ca! Đại ca chết rồi! Bắt hắn lại cho ta! Dạ! Đại ca! Đại ca! Đại ca! Đại ca! Đại nhân, tôi không có ý giết anh Hùng. Tôi bị rơi vào bẫy của hắn. Hắn mượn tay tôi để giết anh Hùng. Tôi đinh ninh kẻ đội nón áp sát kiệu là tên sát thủ, cho nên mới ra tay. Ai dè lại giết chết anh Hùng đang cải trang thành tên tay sai. Ông có biết hắn chưa? Là một kẻ nào đó rất là quen thuộc, hiểu rõ nội tình từ xa xưa của chúng tôi, và tất nhiên có sự hận thù với chúng tôi. Thiết Long và anh Hùng đã chết, ông thì bị kẻ đó sai khiến ép ông gây tội để chuốc họa vào thân.
ắt hẳn phải hiểu rõ các ông từ chân tơ kẻ tóc. Thưa đại nhân, có chuyện này tôi mường tượng ra một điều, nhưng thấy không thể. Những mưu kế quỷ khóc thân sầu y như của Tiểu Hổ đã bày ra trước đây để mà tiêu diệt bọn Thảo Khấu. Vậy theo ông nghĩ Tiểu Hổ chính là kẻ bí ẩn sao? Không thể nào, Tiểu Hổ đã chết rồi. Giá như từ đầu ông nói thật với ta, để không liều lĩnh hành động một mình thì đâu đến nỗi xảy ra như thế này. Ông còn phạm tội thủ tiêu nhân chứng, cướp chộp đã kịp nói với ta âm mưu của ông khi ta gặp hắn. Vì sao ông lại giết cướp chộp? Thưa đại nhân, việc này nói ra thì hơi dài dòng. Năm xưa, khi tôi và Tri Châu Sùng bị tên cướp chộp truy sát, phải chia làm hai ngã để thoát thân. Khi quay lại thì tôi thấy Tri Châu Sùng với tên cướp chộp. Do nôn nóng cho nên tôi đã lỡ xuống tay với chết Tri Châu Sùng dưới sự chứng kiến của tên cướp chộp. Tôi đã che giấu sai lầm này bao nhiêu năm nay, và tôi cũng đã đoái công chuộc tội. Nhưng bây giờ tên cướp chộp xuất hiện và đe dọa phanh phui hết tất cả mọi chuyện. Hắn sai tôi phải hãm hại và giết chết Thiết Lâm cùng với A Nùng. Như vậy ông đã giết chết Thiết Lâm, cướp chộp và Bá Hậu Hùng, đúng không? Tôi không giết Bá Hậu Hùng. Sau khi chết của Bá Hậu Hùng, hắn mới không giết tôi và lên kế hoạch để hãm hại Thiết Lâm. Kế hoạch giết A Nùng cũng do chính hắn bày ra, đúng không? Đúng vậy. Nhưng tôi tính tương kế tụ kế. Thay vì giết A Nùng, tôi sẽ giết chết hắn để trừ hậu quả về sau. Do hắn nói hắn đứng bên cạnh Kiệu, cho nên tôi đã ra tay trước. Ai dè đâu, tên này biết được cả kế hoạch A Nùng sẽ cải trang đi bên ngoài Kiệu, nên đã mượn tay ông để giết chết hắn. Có thể nói hắn đã quá hiểu ông, quá hiểu A Nùng. Điều này người ngoài khó mà biết được. Chỉ có người kề cận bên ông, giàu sinh ra tự với các ông, mới hiểu được thôi. Người đó chỉ có thể là... Là ai, thưa đại nhân? Ta đã biết hắn là ai. Ta sẽ bắt hắn ra nhận tội.